các tổ sư Ấn Quang Đại sư và Đại La Pháp Pháp sư Hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không á, thường dạy á, tốt nhất sau khi chết á, chúng ta nên để sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mới động vào thân thể, mới di rời thân thể, mới tắm rửa cho gì cho cái thân thể đó và thay quần áo và nhập quan phát tang, làm gì thì làm. Sau cái thời gian đó thì chúng ta muốn chôn thì chôn, muốn cất, muốn thiêu thì thiêu, không quan trọng. Nó chỉ là cái gì, cái xác không hồn nữa thôi. Chúng ta biết là có những trường hợp chết xong đi hỏa thiêu, hỏa thiêu xong một cái là về nhập vào con cháu, cái vong nó nhập vào con cháu hoặc là người thân trong gia đình, kêu là gì? Nóng lắm, nóng lắm, cứ kêu nóng lắm, không chịu được. Thế là gì, cả dòng họ là hoảng loạn lên, bảo là gì? Và từ giờ trở đi thì đấy, do thiêu mà gì mà nóng. Thì các vị đấy chỉ nghe là do thiêu mà nóng thôi, thì cũng có trường hợp đến nói với chúng tôi thì chết xong bắt đầu đem đi chôn. Chôn thì chôn ở dưới cánh đồng ấy, ở ngoài dưới xuôi chúng ta chôn thì hay chôn ở cánh đồng có nước. Thì bắt đầu là về thì chôn xong một cái thì là các cụ vong đi về nhập vào người thân trong gia đình, bắt đầu là cứ bắt đầu là ngập, không nói được, và hỏi cái gì cũng không nói được. Và khi mãi thì khai khẩu vào thì bảo là người nhà thì dìm xuống nước mà chết. Tức là chôn thì cái chỗ gì có nhiều nước thì chết đuối đó. Thì lại cũng có những trường hợp chúng tôi gặp rồi. Do chôn thì có những nơi ở trên cái vùng bán sân địa, chôn trên đồi. Chôn trên đồi. Thì sau khi chôn xong cái vong đó lại về nhập vào người thân và con cháu trong gia đình và người thân, và nói rằng là gì? Là bị ngạt mà chết. Không thở được. Cứ ôm họng, cứ ôm cổ họng, tự mình ôm họng và lăn lộn. Hỏi gì cũng không nói được, và hỏi mãi, rạng mãi á. Niệm Phật hay là dùng cái biện pháp gì đó thì để khai khẩu cho, thì nói là gì? Không thở được. Vì sao? Chết ngạt. Các Phật tử chúng ta thử nghĩ xem, chọn cách chết ngạt tốt hơn, hay là chọn cách chết gì? Chết đuối chết hơn, hay là chọn cách gì? Chết cháy chết hơn. Các Phật tử chúng ta chọn cách chết nào tốt hơn trong ba cách đó? Cháy thì nóng, nóng mà chết. Chôn vùi xuống dưới đất á, thì ngạt mà chết. Chôn vùi xuống dưới đất mà đất có nước á, thì gì? Cho nước nó vào mà gì? Đuối mà chết. À, đuối chết, ngạt chết và nóng chết. Ba cái chết đẩy như nhau, ba chết như nhau các vị ạ. Cái chết nào cũng như nhau. Chết cháy á, thì gì? Lửa cháy to thì nó vèo một cái thì chết. Mà lửa cháy nhỏ nó cứ từ từ nóng dần mà chết, dãy ruộng mà chết á. Còn nó ngạt á thì gì? Thở, hít vào mà không thở được ra. Vì cái đất nó dày hàng gì? Mét, 2 mét á. Nó không thể không khí vào, không khí dương không thể vào được, chỉ có âm khí thế đó, hít vào không thể là bật hơi ra được, khiến cho chúng ta gì ạc lên thì khó thở, ngạt thở mà gì mà chết cũng như thế thôi, ngạt nước tương tự như vậy đó. Cho nên á, ba cái chết đó, chết chôn dưới nước thì đuối mà chết thì cũng khổ, chết chôn ở trên gì, trên đồi, trên triền đồi á, không có nước á thì ngạt mà chết cũng khổ, mà đem vào lò hỏa thiêu á, mà thiêu á thì do nóng mà chết cũng khổ. Vậy làm cách gì cho gì cả ba cái chết này gì đều khổ? Trong kinh Phật, Bồ Tát và các tổ giảng giải có dạy chúng ta là gì? Ít nhất ngài Ấn Quang Đại sư trong Văn Sao nói rằng ít nhất phải sau 3 tiếng đồng hồ mới được động vào thân thể. Con người ta sau khi mới chết á thì cứ để nguyên đó. Ví dụ đem vào trong cái giường của họ, đem nằm vào đó, bắt đầu mắc cái màn lên. Nếu có người á thì ngồi chung quanh để niệm Phật cho gọi là trợ niệm thì là tốt nhất, hoặc là tụng kinh cho là tốt nhất. Nhưng ngài Pháp sư Tịnh Không nói rằng trong cái lúc con người đã chết rồi á, hoặc là thoi thóp sắp chết đó, thì cái việc tốt nhất chỉ có nên thì dùng một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật nhất tâm để niệm cho họ, hoặc là A Mi Đà Phật hoặc Nam Mô A Mi Đà Phật. Người nào họ thích niệm A Mi lúc họ còn sống, bởi bây giờ có rất nhiều người niệm A Mi theo Hòa thượng Chí Tịnh. Cho nên là khi bình thường còn sống họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì chúng ta đi trợ niệm thì cứ trợ niệm cho họ bằng A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Còn người nào lúc sống họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì chúng ta cứ thế mà niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cho họ. Đó, vì bây giờ chúng ta phải tùy duyên. Người còn sống họ thích niệm A Di thì niệm A Di, họ thích niệm A Di thì cũng là niệm A Di cho họ. Đừng câu nệ. Đó, chúng ta phải tùy nghi phương tiện, tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích. Đó. Tức là tùy thuận theo cái sự mong cầu, mong muốn của chúng sinh, thói quen của chúng sinh á,
mà chúng ta đem lại lợi ích cho họ. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là Ngài Ấn Quang Đại Sư trong văn sao nói rằng sau khi chết phải 3 tiếng mới được động vào thân thể, mới được tắm rửa, mới được nhập quan phát tang. Vì sao Ngài Ấn Quang nói 3 tiếng? Vì thời Trung, Ngài Ấn Quang Đại Sư ở Trung Quốc còn đang có chiến tranh, để lâu quá 3 tiếng thì các cái thời gian nó không cho phép. Cho nên Ấn Quang Đại Sư phương tiện nói là 3 tiếng. Những cái thời bình này á, thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói này, ít nhất phải 8 tiếng cho đến 12 tiếng. Để như vậy, để trợ niệm cho họ. Nếu các Phật tử không biết trợ niệm thì mua lấy cái đài niệm Phật, để lấy cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đầu của cái tử thi của người mất kia, cũng có lợi ích đôi chút. Có lợi ích đôi chút. Nếu mà gia đình mà bất tín không niệm Phật thì cứ để nguyên trên giường như vậy, mắc cái màn lên để cho con mèo con chó thì nó nhảy lên. Theo các cụ ngày xưa nói là gì, nếu mà người chết mà nằm như vậy mà để cái con mèo á, cái cửa sổ phải đóng lại và mắc cái màn lên. Không có để như vậy, cái con mèo từ ngoài cửa sổ hay ở trên nóc nhà hay ở trên sàn nó nhảy xuống á, nó nhảy qua cái người chết á, thì bằng một cái hẻm nào đó thì mình cũng chưa giải thích được, khoa học chưa giải thích, mà tôn giáo thì tôi chưa thấy giải thích kỹ. Nhưng mà miễn là con cái người chết, mà các cụ nói là con người chết nằm như thế này mà con mèo nó nhảy qua một cái thì tự nhiên cái xác chết nó bật dậy. Mà xác chết các vị biết là chết mấy tiếng đồng hồ và đang nằm như vậy mà tự nhiên bật dậy. Có những trường hợp nó còn bật dậy, còn nhảy nhảy tưng tưng như thế này. Đấy. Thì khủng khiếp lắm. Thì cả nhà bỏ chạy, sợ sợ vãi linh hồn, nó có khi là bỏ cả xác người mất kia mà chạy, không ai dám về nhà nữa. Cho nên cái đấy là các cụ ngày xưa, đây là cái mà các cha ông chúng ta nhiều đời nhiều kiếp truyền cho nhau, đó là người chết nằm cạnh cửa sổ thì phải đóng cửa sổ lại, sợ con mèo nó nhảy từ cửa sổ nhảy qua. Mà đặc biệt là cứ mắc cái màn lên đó. Mắc cái màn lên xong để lên đó cho họ thì nằm trong đó. Niệm Phật hay không niệm Phật thì cứ để ít nhất là khoảng 8 tiếng trở lên là yên tâm nhất. Thì khi đó đem chôn, đem thiêu thì cũng vô tư, chỉ là cái xác không hồn thôi. Còn linh hồn đấy thì đã thoát hoàn toàn, đã khỏi thân thể rồi. Đã hoàn toàn khỏi thân thể rồi thì không sao nữa. Cho nên á, Phật tử này còn hỏi là có nên rắc cho cốt xuống sông hay không? Không quan trọng. Nếu mà sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mà được trợ niệm thì càng tốt. Cái thần thức đã ra khỏi thân thể thì cái cho đó đem rắc ra sông thì kết duyên gì cho các loài thủy tộc thì cũng càng tốt. Cho đó mà ngày xưa các tổ, những vị tổ sư mà hành Bồ Tát Đạo, các ngày cái cho đó còn đem trộn với bột gạo nếp và bột gạo tẻ xay ra, bột gạo, bột ngô, hay bột ngũ cốc xay ra xong trộn lẫn với nhau xong rồi cho nước nó sệt ra xong ném xuống dưới, thả dưới sông ấy, để kết duyên với gì các loài thủy tộc, tức là cho nó một bữa ăn. Lúc sống chúng ta chẳng làm được lợi ích gì nhiều, bây giờ lúc chết tận dụng chút xương này để gieo duyên với loài thủy tộc. Nhiều vị thiền sư, nhiều vị pháp sư, nhiều vị đại sư tu hành đắc đạo thì các ngài hay phát cái đại nguyện đó. Như ở bên Tây Tạng chúng ta thấy này, các vị tu sĩ và các Phật tử họ phát đại bồ đề tâm hành Bồ Tát Đạo, sau khi chết họ di chúc là cái thân thể của họ mang lên trên núi, đem dốc cắt ra từng bộ phận nhỏ, cắt hết băm thịt thật nhỏ ra để cho các loài chim kền kền và các loài muông cầy muông thú gì nó ăn. Xương cũng đem chặt ra từng khúc nhỏ nhỏ gì, cho con cáo rồi con sói nó xuống nó gặm nó mang đi nó ăn. Còn thịt thì cho thì kền kền với các loài chim loài sóc nó ăn, dốc ra như thế. Tôi xem hai cái đĩa như vậy rồi, một cái đĩa ngày xưa Cố Hòa Thượng Viện Chủ Hưng Thượng Viên Hạ Thành đi sang Tây Tạng và ghi lại, tôi xem ngày đầu tôi xem tôi hoảng, tôi không dám xem nữa. Nhưng mà mấy năm vừa qua tôi lại xem lại một cái đĩa của thầy Thích Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp đi thăm Ấn Độ và thăm Tây Tạng, ngài cũng quay lại cái đó và về tôi xem thế sớn cả gây ốc lên. Nhưng lần thứ hai thì tôi xem được trọn vẹn, lần đầu tiên tôi xem một tí là tôi sợ quá tôi không dám xem nữa. Vì tôi cho rằng gì đấy là gì? Là một cái việc làm là gọi là khủng khiếp. Người ta chết rồi mà còn thì còn dốc xẻo này này, các vị biết tôi nhìn thấy cái đĩa của thượng tọa Cố Hòa Thượng Chủ Hương ngày xưa, khi đó ngày mới là thượng tọa đó, quay ấy còn gì, quay người ta xẻo, người ta cắt cái dao nó cùn cứ cắt cứ cứa này. Cắt như bà bán hàng thịt ở ngoài chợ, bà bán hàng thịt ngoài chợ cắt như thế nào thì chúng ta thấy cái đội mà làm cái nghi lễ của Tây Tạng để cắt mổ xẻ thịt người cho các chim thú ở người ta ăn bên Tây Tạng cũng như thế. Đấy, cũng khiếp lắm. Nhưng mà thôi, đấy là cái văn hóa, cái nghi thức của họ.
thì chúng ta không thể nói họ là ngoại đạo được. Đấy là cái nghi thức của họ. Chúng ta có trên thế giới này có rất nhiều những cái nghi thức mà chúng các niềm tin tôn giáo mà chúng ta chưa thể khám phá hết được. Thì đấy, cho nên trả lời Phật tử là rắc ra sông hay là như thế nào đó cũng không quan trọng lắm đâu. Câu thứ năm, Phật tử nó hỏi: Bạch thầy, con có một đứa cháu ở xa quê, vừa rồi cháu có xây nhà gần hoàn thành thì xảy ra một sự cố là một thợ xây bị ngã giáo, ảnh hưởng đốt sống, giờ chưa biết sống chết ra sao. Vì vậy tâm mọi người không an khi ở nhà và cũng bị thế gian họ gièm pha nhiều. Vậy con mong thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con nên làm như thế nào để âm dương được hài hòa ổn định, và chúng con nên tụng kinh gì để giải nạn cho cả chủ và thợ ạ. Có đấy. Phật tử này cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Một ngày với ba thời, sáng, chiều và tối. Ngày ba thời, sáng tụng quyển thượng, bát nhã và niệm Phật theo như các sư hướng dẫn. Chiều khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi tụng quyển trung, bát nhã và niệm Phật. Tối khoảng độ 8 giờ đến 8 rưỡi bắt đầu vào tụng quyển hạ. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng. Nếu có ban thờ Phật thì đọc đối trước ban thờ Phật là tốt nhất. Không thì cứ ban thờ thần linh gia tiên mình tụng. 21 ngày dòng dã như thế, hồi hướng, sám hối với các vị long thần thổ địa ở nơi đó, và sám hối với các cụ tổ tiên của mình, và đặc biệt là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng vân vân gia trì cho gia đình chúng ta. Và cầu nguyện là ở trong cái mảnh Bồ Tát Địa Tạng, là ở trong cái mảnh đất gia đình nhà mình đang ở đó, nếu còn vong linh nào mà còn phảng phất, những oan hồn nào chưa được siêu thoát ở trong khu đất nhà mình ấy, thì nguyện cầu Bồ Tát phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối và thuyết pháp giáo hóa cho cái thần thức, cái vong linh đó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc, cảnh giới an lành tốt đẹp hơn, đó là cõi nhân hoặc cõi thiên, vân vân. Đó thì khi mà họ được, họ nghe Bồ Tát Địa Tạng á, giáo hóa, dùng thần lực á, để dẫn dắt họ đi đầu thai thoát hóa, thì nó trả lại cái mảnh đất nhà gia đình nhà mình á, là trong sạch. Giống như mà cái đất nhà mình, tôi lấy một ví dụ, nhưng mà nó có gì? Có phân do bùn đất đầy rẫy ra. Nay chúng ta muốn làm nhà làm cửa thì đem hót sạch sẽ đi. Đem cào bỏ hết cái đất bẩn nó đi và đổ đất 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 tốt vào, đất đất cát sạch sẽ vào, chúng ta mới làm nhà lên đó, thì ở nó không bị hôi thối, không bị bẩn thỉu, không bị nhàm gớm, tương tự như thế thôi. Đó, cho nên cũng có trường hợp có những cái oan hồn, những oan gia trái chủ, những vong linh, thậm chí là quỷ thần nó ở trên cái mảnh đất nhà mình làm nhà lên, thì trường hợp đó ở vào thì cũng có rất nhiều trường hợp là gì? Gặp những cái chuyện là gia đình không được như ý, hoặc là gì, nhẹ thì gia đình lục đục, nặng thì ốm đau, mà nặng nữa thì sinh ra gì, tai nạn và chết chóc một cách là bất minh bất tường. Chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy và đã giải quyết giúp đỡ cho rất rất nhiều những gì, những trường hợp gia đình gặp những cái đất cát, nhà cửa mà không yên ổn như vậy được yên ổn. Ví dụ như ở dưới Mỹ Đức gần quê nhà sư ông Tâm, mấy năm trước tôi cũng thường kể đi kể lại mấy lần, có gia đình có cái anh chàng mà nó bị điên, nó cởi cả quần áo, nó đi lang thang ngoài đường hàng chục năm trời, 6-7 năm trời, gần chục năm trời hay sao, hay là hơn chục năm, tôi nhớ không rõ, lâu lâu rồi lại không nhớ rõ cái thời gian. Nhưng mà có đại ý là có đứa con trai nó bị điên như thế, lúc mà nó nặng á, nó cởi cả quần áo lang thang ngoài đường, có khi hàng tuần, hàng nửa tháng, hàng tháng nó không về nhà, nó cứ gặp gì ăn đấy ở ngoài đầu đường xó chợ, gặp đồ xác thối thì ăn xác thối, thậm chí nó ăn cả phân do ở ngoài bùn đất ở ngoài đường, nó không ý thức được nữa. Nhưng khi bà mẹ lên đây khóc than vãn với chúng tôi thì chúng tôi thấy là gì, thấy cũng thương, cho nên giao cho một hai sư ông xuống tận nhà để xem. Và xong xuống để xem thì sư ông xuống xem thì bảo: ôi thầy ơi, cái nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ nhất là nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ hai đất nhà này dữ lắm, con cảm có một cái cảm nhận là thần linh thổ địa đó không hoan hỉ, mà nơi đó như là có hung thần, có ác ma, có quỷ sứ thì phải, ghê lắm. Con đến đó một cái là tóc gáy con thì không có, nhưng mà nó cứ dựng tóc gáy lên, có nghĩa nó cứ dựng lên, mọi cái ở trong cái cảm giác là nó ghê, mà người thì chỉ nó khó chịu, nó bức xúc. Vì những người có cái cảm tu hành được một thời gian thì nó có cái cảm nhận về tâm linh đặc biệt,
Tôi ngày xưa khi tu hành tinh tiến tôi cũng có một số những cảm nhận đặc biệt. Bây giờ thì do gì? Biếng lười. Nhiều tuổi rồi thì già rồi cho nên lười tu. Cho nên bây giờ chả còn cảm nhận gì nữa cả. Giờ chỉ có mỗi cảm nhận thức ăn. Ăn ngon biết là ngon, ăn dở biết là dở. Nhưng ngon dở thì cũng đều hai bát cho no bụng. Thế là qua ngày. Bây giờ chỉ cảm nhận được cái đấy thôi. Cho nên nhờ tôi mới nhờ sư ông đó xuống. Thì sư ông về nói với tôi như vậy. Tôi bảo vậy thì bây giờ thì thôi bác đi xuống bác ấy thì cho bà cụ ấy thỉnh một pho tượng Địa Tạng. Bác xuống bác làm lễ an vị cho họ và cho bà cụ thỉnh quyển kinh Địa Tạng. Bảo cụ ấy đọc tụng đi. Đọc tụng đấy 49 ngày hoặc 100 ngày vào. Thế là bà cụ nghe nhất tâm đọc tụng khoảng hơn 20 ngày. Khoảng 30 ngày hoặc hơn 30 ngày. Con tôi không nhớ cái thời gian nhưng chưa đến 49 ngày. Thì tự nhiên là thằng con này, thằng con trai nó về. Nó đi tắm rửa, nó bảo mẹ nó thì nấu cơm nó ăn và nó bảo mẹ nó là mua bộ quần áo mới cho nó, mua có mang bộ quần áo cho nó mặc. Tắm rửa xong nó đi mặc quần áo xong thì thấy nó bảnh bao ra nó đi cắt tóc đi nữa thì thôi. Hết điên. Trở thành người bình thường. Lại biết làm việc gia đình, biết nấu cơm, biết giúp việc cho mẹ và người nhà. Đó. Rồi cũng ở dưới Mỹ Đức đó, trong cái đạo tràng của Phật tử của bà Hê tổ trưởng đã có một đưa dẫn lên một cô điên 5-6 năm. 5-6 năm không làm được cái gì. Đi lên đây lúc thì cười, lúc thì khóc. Lên chùa cũng không biết đọc kinh vì bài không biết chữ. Ngày xưa nhà nghèo còn bé không đi học, không biết chữ. Thì tôi bảo thì thôi không biết chữ thì cứ lên ngồi mà vái được. Thế lúc đầu thì bà ấy do nó cái tinh thần nó điên cuồng, nó còn loạn tâm, nó còn nặng quá, nó cũng không vào chùa được, vái được, nó cứ lang thang ở ngoài. Thì lúc nào tôi đi qua tôi gặp tôi lại bảo là tôi vái Phật đi. Thế bà lại vái được 1-2 cái xong lại thôi lại cười hề hề ra. Được một tí thì lại khóc tu tu. Thế được khoảng 1 tuần như vậy thì bắt đầu thì đỡ hơn một chút, nhưng thấy đỡ hơn một chút là đòi về. Tôi bảo chưa được, ở đây khoảng thêm 2 tuần nữa cho nó khỏi hẳn đi đó. Thế là ở sang tuần thứ 2 tiếp theo thì nó cứ đỡ dần. Sang tuần thứ 3 thì lên biết niệm Phật, biết lễ Phật. Và sang hết tuần thứ 3 một cái. Thế là khỏi. Mấy hôm sau tôi bảo thôi ở thêm 1 tuần nữa để làm công quả. Quét dọn chùa chiền để làm công quả cho nó khỏi hẳn nữa thì về. Thế ở thêm 1 tuần nữa. Thế bà lên bà. Hôm tôi đi xuống bếp thì thế bà đi chạy long tong. Bà bảo thầy ơi con khỏi hẳn rồi. Thầy cho con đi về để con còn lo công việc. Nhớ nhà lắm rồi, nhớ con, nhớ cháu lắm rồi. Thế cho con đi về. Thế bảo khỏi chưa? Bà khỏi rồi, con thấy bình thường không có gì nữa cả. Làm chủ được mình rồi. Thế bảo ừ, thế thì về thì chịu khó niệm Phật. Không tụng được kinh thì chịu khó niệm Phật. Niệm Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm vào nha. Vâng. Thế từ ngày đấy đến giờ 2 năm nay là gì? Cũng khỏi. Không có gì nữa cả. Đó. Thế cho nên ở đây thì chúng ta thấy là có tâm tín kính Tam Bảo, nhất tâm tụng kinh niệm Phật sẽ được Phật gì? Phật Bồ Tát độ cho, thoát khỏi những cái chướng nạn, hạn ách ở trong gia đình chúng ta. Vì vậy mà trường hợp Phật tử này đó, thầy khuyên là cũng nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng thì mọi những cái chướng duyên, mọi những cái tai nạn, mọi những cái lo âu, sợ sệt ở trong cái ngôi nhà đó dần dần sẽ tan biến và nhường lại cho gì? Một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc. Với có cả gì? Ông nội, bà nội và con trai, con dâu rồi cháu nội đầy ắp tiếng cười. Nói chung là trong nhà đầy ắp tiếng cười an vui hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà phải cố gắng chịu khó hoan hỷ nhất tâm để đọc tụng bộ kinh này từ 21 ngày đến 100 ngày. Một ngày đọc lấy gì? Lấy cả 3 thời, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, sáng, chiều và tối. Như vậy thì sẽ tốt hơn. Đó. Có một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con tên là Trương Thị Dung, bạch thầy cho con xin hỏi, có ngân hàng địa phủ không ạ? Có ngân hàng địa phủ không? Vì chị gái con đang ốm nằm trên giường bệnh suốt mấy tháng nay. Nay con lên dự đại lễ cầu siêu từ đầu pháp hội, con thì không có suy nghĩ gì. Nhưng chị gái Trương Thị Lâm đang ốm, chị con có gửi con công đức một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát và bảo con xin nhà chùa làm cho chị con một lá sớ và số tiền ấy, nói là nhờ nhà chùa
gửi vào ngân hàng địa phủ Việt Nam ôi rồi chết rồi, tôi không biết là giảng cái này như thế nào đấy. Có một Phật tử hỏi rằng, Phật tử này là Trương Thị Dung hỏi rằng là bạch thầy là nói gì? Đầu tiên là hỏi là có ngân hàng địa phủ không ạ? Có ngân hàng địa phủ. Tôi khẳng định với các Phật tử chúng ta là có ngân hàng địa phủ. Vì sao tôi khẳng định có ngân hàng địa phủ? Vì dưới đó có gì? Có thập điện Diêm Vương. Nói nôm na là dưới đó gì? Cũng có hệ thống gì? Hệ thống chính trị, kinh tế, tài chính vân vân như ở trên thế gian chúng ta này vậy. Các cụ ngày xưa nói gì? Trần sao thì gì? Thì âm vậy. Quái trần chúng ta có gì? Có các quốc gia, có các tổ chức vân vân, thì ở dưới quái âm họ cũng có gì? Có quốc gia, có các tổ chức. Cho trong kinh Phật nói là có 10 vị Diêm Vương, trong kinh Địa Tạng nói là có các vị Diêm Vương và các vị gì? Quỷ Vương và các vị tiểu quỷ cai quản ở dưới quái âm. Mà chắc chắn là họ gì? Họ cũng có gì? Có quốc gia thì đương nhiên phải có gì? Có hệ thống để quản lý cái đồng tiền, cái tiền tệ ở dưới đó. Có hệ thống gì? Quân đội, công an. Rồi cũng có gì? Bộ này, ngành nọ. Cũng có gì? Có cấp thôn, cấp xã, rồi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương như chúng ta thôi vậy. Đó. Họ cũng có những cái hệ thống chính trị và quốc gia như thế. Cho nên á, tôi khẳng định với Phật tử thì họ cũng có ngân hàng địa phủ. Nhưng mà thôi, cái trường hợp này thầy khuyên là như này, không nên là đem cái công đức hồi hướng cúng dường một pho tượng Địa Tạng là công đức vô lượng. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, chắc là công đức pho tượng Địa Tạng nhỏ. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà đây là một cái đại nhân duyên. Trong kinh Phật á, trong kinh Đức Phật, kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Người nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là gì? Cung kính cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thì công đức vô lượng. Nếu người đó đem công đức đó để cầu sinh gì, cầu sinh lên trời á, thì được sinh gì, hàng trăm lần, hàng nghìn lần sinh lên cõi trời Đau Lợi. Thế thì lấy cái phúc đó để cầu sinh lên cõi trời Đau Lợi, chứ lấy cái phúc đó để gửi vào ngân hàng địa phủ để làm gì? Chắc là muốn làm quan ở dưới địa phủ hay sao? Hay là muốn làm gì? Muốn làm đại gia địa phủ, dưới địa phủ hay sao? Muốn làm đại gia, làm đại gia trên trời tốt hơn. Muốn làm đại gia, làm đại gia ở cõi người chúng ta tốt hơn. Muốn làm quan thì làm quan ở cõi người tốt hơn. Mà muốn làm quan hơn nữa thì làm quan ở trên cõi trời tốt hơn. Mà muốn làm vua thì làm vua ở trên cõi gì? Cõi người tốt hơn. Hoặc làm vua tốt hơn nữa thì làm vua ở trên cõi trời tốt hơn. Trời có rất nhiều cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nguyên dục giới Đức Phật nói là chỉ có bốn cõi lớn, rồi trong bốn cõi lớn thì có rất nhiều các cõi trời nhỏ, cho nên còn rất nhiều gì, còn rất nhiều ngai vàng các vị vua trên cõi trời để cho gì, cho chúng ta chọn. Đây là nói về gì, cõi dục giới. Còn cõi sắc giới thì nói tựu chung thì có 18 cõi. Có 18 gì? 18 cõi, nhưng mà trong mỗi cái cõi lớn đó lại có rất nhiều các cõi nhỏ nữa. Còn vô sắc giới thì có 4 cõi. Không vô biên sức xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở xứ thiên và phi tưởng phi phi tưởng, tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là gì? Bốn cõi trời vô sắc giới. Trong bốn cõi trời vô sắc giới đó cũng có rất nhiều cõi nhỏ và có rất nhiều các vị vua ở trên đó. Nếu chúng ta chưa đủ phúc làm vua thì có thể làm thiên tử, làm thiên nữ, mà thậm chí làm gì, làm một chúng chư thiên ở trên cõi trời. Các cõi trời đó thì phúc báo cũng vô lượng, làm gì mà phải đi hồi hướng phúc báo để vào gì, gửi cái công đức đó vào trong gì, địa ngân hàng địa phủ ở cõi cõi âm ở Việt Nam để làm ma ở dưới cõi âm hay sao? Thế tùy duyên. Đấy, thì nếu vị này mà gì vẫn cứ muốn gửi sau khi nghe bài giảng này mà cứ vẫn muốn gửi vào á, nói với chị xem, vẫn cứ muốn gửi vào ngân hàng địa phủ dưới cõi âm á, thì pháp hội lần tới đây này, pháp hội Địa Tạng hoặc pháp hội Quan Âm tới đây này, lên á, viết lại câu hỏi trả lại chúng tôi, bảo bạch thầy, chị con là gì, sau khi nghe được lời thầy giảng, Phật tử này nên gì, nên cóp cái lời thầy giảng này cho chị nghe. Nếu mà chị còn sống á, thì bệnh á, còn đang ốm nằm trên giường còn sống á, thì cho chị nghe. Nếu mà cụ mà chết rồi á, thì cũng đem gì thắp lấy ba nén hương dâng lên trên ban thờ của cái bát hương của chị á, và khấn với chị rằng đây thầy Thịnh thầy trả lời câu hỏi cho chị ở đây. Thì
Thì bây giờ chị còn muốn gửi vào ngân hàng địa phủ Việt Nam hay là gửi lên gì? Ngân hàng cõi trời. Để chị sinh lên là lấy công đức phúc báo, cúng dường một tôn tượng Địa Tạng đó để sinh lên, lên cõi trời đau lợi thì chị nói. Sống cũng nói mà chết cũng nói. Sống thì nói bằng miệng, chết thì sang tai. Mượn thân con cháu để nói, để làm tin. Cho mượn khoảng độ 5 phút thôi. Kể xong rồi thì thôi, xong lại đi ra. Đó, nếu mà đây tôi lấy một cái ví dụ nữa là đây, nếu mà chết rồi. Có thể gì khấn như thế xong thì cho mượn thân và con cháu để khai khẩu cho nói khoảng độ 3 đến 5 phút. Sau đó thì viết câu hỏi lên, lần sau trả lời cho tôi và chị con. Thay đổi ý định rồi, không muốn gì. Không muốn thầy gửi cái công đức, cũng dàng một pho tượng vào. Vào trong cái ngân hàng địa phủ Việt Nam nữa, mà muốn thay vào đó là gửi công đức thì cái công đức mà do cúng dường pho tượng đó lên cõi trời Đao Lợi, hoặc lên cõi trời Phạm Thiên, hoặc là nhân đến là lên các cõi trời cao hơn nữa, mà thậm chí là gửi vào gì, gửi vào ngân hàng công đức của gì, của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế bao giờ chị con tu được vãng sinh thì chị con về đó, chị con thì chị con hưởng. Hay là nếu mà chưa đủ phúc vãng sinh thì chị con gì, chị con thì xin Đức Phật và Bồ Tát thì cho hưởng bằng cách là gì? Bằng cách là sinh được, sinh lên làm người, được phúc báo, được tuổi thọ và gì, đời đời sinh ra không bị thiếu thốn về tiền tài của cải, sinh ra ở quốc độ nào cũng được, sinh vào một gia đình danh gia vọng tộc, học hành đến nơi đến chốn, có trí tuệ, có địa vị trong xã hội, và đặc biệt là được gặp Phật pháp và được tu hành dần dần cho đến gì, cho đến ngày giải thoát đó. Nếu mà Phật tử này nói với chị của Phật tử, nếu muốn như thế thì lần sau lên cứ báo với tôi. Tôi sẽ đến lúc đó tôi mới đích thân là đánh điện tín đi gửi gì, đi gửi cái số tiền công đức một pho tượng này vào để đến bất cứ một ngân hàng nào ở trên khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới này để cho gì, cho chị của Phật tử. Tử hỏi rằng á, nhà không có bát hương thờ Phật, chỉ có ảnh của Ngài Bồ Tát Địa Tạng thôi. Và Phật tử này đã đọc kinh Địa Tạng được 6 tháng. Và một hôm thì ngủ mê, thấy là Đức Phật A-di-đà mặc áo màu vàng từ trên trời đi xuống. Và còn thấy bay qua đầu 3 lần. Phật tử này hỏi vậy mê ngủ thấy như vậy thì có đúng hay không? Thì ở đây là mê ngủ, đây gọi là lúc này thì lúc ngủ mê. Chúng ta phải khẳng định là đây là lúc này nằm mê, mà đang lúc ngủ mà mê ngủ, tức là nằm mê mà gì mà thấy cái cảnh tượng đó, chứ không phải là ví dụ như mà Phật tử thì khi đang ngồi thiền chẳng hạn, hay là đang ngồi tụng kinh mà cứ mong thấy Phật chẳng hạn, mà thấy Phật hiện đến bay qua bay lại trên đầu mình như thế thì đấy chắc chắn là giả cảnh, tức là gì, là ma. Chúng ta ngồi mà cái tâm cứ mong muốn tụng kinh mà gì, tâm không để ý vào kinh mà cứ thế là mong Phật đến để thấy Phật á, mà khi đó Phật hiện ra thì Phật đó 100% là ma, không phải là Phật, đó là ma giả Phật, do cái tâm mong cầu sớm được khai nhãn, tức là sớm được thiên nhãn á, sớm nhìn thấy Phật á, thì khi đó thiên ma ba tuần nó biết được, hoặc tự là thân thiên ma ba tuần đến, hoặc là gì, cho các binh lính của thiên ma ba tuần đến và giả danh như là gì, như là Phật thật, chúng ta nhìn thấy. Và hôm sau chúng ta lại tiếp tục là hôm qua thấy Phật sướng quá, cho nên là đi khoe hết với bạn bè, khoe với các thầy và khoe với bạn bè, thậm chí khoe với cả người nhà là đấy, hôm qua tôi tụng kinh tôi thấy Phật đấy, hoặc là đấy, hôm qua tôi ngủ mơ tôi thấy Phật đấy, vân vân và vân vân. Và hôm sau đến tối hôm đó ngồi vào tụng kinh lễ Phật hoặc ngồi thiền vân vân, chúng ta lại cái gì, lại mong cho Phật đến. Hôm nay chúng ta lại mong Phật đến, không chỉ là bay qua bay lại trên đầu mình nữa, mà lại còn hoặc là hiện ra trước mắt mình nữa, mà lại còn được Phật gì, xoa đầu, lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta à, hoặc là Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe, vân vân và vân vân. Thì đó là gì, đó là ma sự 100%. Đó, ở trong chùa chúng ta cũng có cái trường hợp như thế. Mấy năm trước có một sư ông ở chùa tu hành thì bảo là có thần thông nhìn thấy cái nọ cái kia,
Và thầy không có tin cái đó là gì, là Phật thật, mà thầy bảo cái đó là gì, Phật giả, tức là ma giả Phật đó. Nhưng mà các đệ tử, mấy bác đệ tử của thầy nó không tin, nó cho rằng cái thấy của các bác ấy là đúng, còn lời can gián của thầy ấy gì là giả. Tôi thì không biết lúc đó lòng các bác đang nghĩ thế nào, nhưng mà tôi nói các bác nó không nghe, bảo đừng có tu cái cách như thế nữa. Cách tu như thế không phải là cách tu ở trong chính pháp của Phật, nhưng các bác nhất định không nghe. Và vì không nghe cho nên tôi tách rời nó ra và cho nó ra ngoài chùa Vạn Niên, ở với cụ Vạn Niên 1-2 tháng, có nghĩa là tách ra để cho nó ra đấy. Thì nó phải ở ngoài cụ Vạn Niên thì công việc thì nhiều, suốt ngày phải quét dọn, phải nấu cơm, phải hầu cụ, cho nên không có thời gian để đi vào để ngồi một chỗ. Ở nhà thì cứ thoát một cái thì lại ngồi vào một cái xó nào đó là trì chú, um ba la vân vân gì đó. Thì mình cũng không quản được, mình cũng nhiều công việc không quản được, tôi nhiều công việc không quản được, thì cho nên cho ra đấy. Để ra đấy được thì được khoảng mấy ngày, thì tôi bạch với cụ Vạn Niên là, thì bạch cụ để ý cho con hộ cái trường hợp này, vì con đang 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 nghi ngờ là nó tu là không đúng chính pháp, cho nên trong tâm nó đang có vấn đề. Thế cụ và sang cụ bảo rằng tôi thấy nó bình thường, nó không có sao, bác thì cứ đa nghi. Cụ nói thế và bác cứ đa nghi. Thế tôi bảo không, người cụ cứ để ý cho con hộ, bởi vì con có một cái cảm giác là các bác nó không bình thường. Thế ngay ngày hôm sau thì bắt đầu, thì mấy hôm trước cụ nói với tôi là nó không sao, bác cứ đa nghi. Thế ngay ngày hôm sau thì tự nhiên là các bãi nấu nấu cơm dưới bếp là lên báo với cụ là bạch cụ là sư bác không biết làm sao, đệ tử thì thịnh không biết làm sao mà lễ Phật ở giữa bếp, cái bếp nó bẩn như thế, thỉnh thoảng mà nó có cả nước cái như thế, thì bác cứ đang nấu cơm đấy thì bác lễ sóng xoài ra giữa bếp và bác bảo thì nhìn thấy Phật, nhìn thấy Phật đến, thế cái lễ sóng xoài ra giữa bếp như vậy, và thấy Phật cho nên là lễ Phật. Thế bắt đầu là cụ Vạn Niên cụ gọi cho tôi, cụ bảo là hôm qua mày nói là, lúc đấy cụ gọi điện cụ bảo là hôm qua mày nói này, mày nói là thằng ấy có vấn đề, tôi nghĩ có thể nó có vấn đề thật. Thế tự nhiên là hôm nay tự nhiên là nó lễ giữa bếp và nó bảo là Phật đến cho nên nó lễ lễ giữa bếp, đang nấu cơm cho tôi nó lễ giữa bếp. Nhưng mà thế cứ để tôi theo dõi nó xem một thời gian, nó xem nó thế nào. Thế tôi mới bày cụ là đấy, đấy là cái biểu hiện, cụ cứ để ý cho con xem. Mà đặc biệt là cụ cho mấy cái chú thanh niên học sinh cháu của cụ nó ở đấy thì nó để ý, mà không cho nó vào trong phòng thất của cụ thì nó chỉ chú ba la trong đó, có khi nó lại điên lên thì chết. Thế cụ bảo yên tâm, tôi sẽ sai chúng nó theo dõi. Thế là đến sáng ngày hôm sau khoảng độ tầm 10 giờ trưa, tự nhiên thì nhận được cú điện thoại, cụ gọi điện giật cho tôi, cụ bảo rằng ôi Thịnh ơi, chết tao rồi, cái thằng ấy thì nó bị ma nhập thật rồi, nó bị điên thật rồi, nó đang làm ầm ở trên chùa kìa, nó cứ xưng nó là Phật, nó là Bồ Tát, rồi nó bảo là nó ở thế giới này thế giới nọ thế giới kia, nó về đây để nó phổ độ chúng sinh, nó cứu vớt chúng sinh, và nó làm Phật, nó cứu vớt chúng sinh, và nó cứ lăn lộn, nó sùi bọt mép ra ở trên chùa, nó giật đùng đùng ra và lăn lộn sùi bẹp mép bét. Tôi mang cả cái gì, cả cái chậu nước rửa mặt lên, tôi hắt cả vào mặt vào người nó thì nó mới tỉnh, tỉnh lại một cái thì nó cứ muốn chạy ra ngoài nhà vệ sinh, nó cứ bảo rằng nó đi ra để nó ăn, nó ra để nó gì, để nó ăn pháp cam lồ vân vân, thế này thế khác, nó bảo Phật ban cho nó thức ăn rồi các thứ rượu dược để chữa bệnh, để có khỏe mạnh, để độ chúng sinh, nhưng mà thực tế nó toàn chạy vào nhà vệ sinh, cứ đùng một cái nó chạy, nó lao vào đấy, cho nên tôi phải bảo mấy đứa để giữ, để bắt lôi nó vào. Bây giờ mày làm thế nào thì phải ra mà cho nó về nhà mà điều trị, bây giờ ở đây tôi thì không có người, mà ở đây thì gần cái hồ Tây, thì nó chạy ra nhà vệ sinh còn không sao, nó chạy ra ao ngoài hồ Tây nó nhảy xuống đó thì nó chết ở đó thì chết, thì ở ngoài này thì cái khâu an ninh trật tự là nó rất là khắt khe, làm sao một cái thì tôi chết. Đấy. Bác cho người ra thì đón nó về ngay đi thế này đó, thì chỗ là tôi phải cho người ra đón.
mà đoán về rồi cũng chưa hết. Xong rồi thì nó phải đến hàng vài tháng như vậy, thì cứ thỉnh thoảng nó lại đứng trước cửa phòng tôi, nó bảo là nó nhìn thấy cái này thế nọ cái kia. Bảo nó rồi mà nó về lúc đầu nó tỉnh thì nó bảo sám hối, nó theo thầy. Nhưng mà khi mà nó không làm chủ được mình một cái, nó lại tiếp tục nó lên, nó giăng kín cái chỉ ngũ sắc rồi giấy màu xanh vàng đỏ trắng ở trong cái thất của tôi, nó bảo nó ngồi nó kết ấn lập đàn một lần này nữa là đắc đạo, là thành Phật, là độ chúng sinh. Cho nên đấy, thế sư ông Tâm lúc đó tôi đang ở trong phòng, sư ông Tâm chạy trong hớt hả bảo thầy ơi, thầy lên 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 ngay nhà thất của thầy để cứu, không có bác ấy này, con lại thấy bác là tiếp tục như thế rồi, nó không chừa, nó lại tiếp tục rồi. Thế tôi chạy lên thì nó đóng cửa, tôi phải đạp cái cửa thất, tôi đạp bung cái đạp nhiều lần, nó bung cái khóa ra, tôi vào tôi mới mới quạt cho một trận. Thì khi đó tôi bảo là phá ngay, dỡ ngay cái đàn tràng các thứ vớ vẩn linh tinh, cái ma quỷ ấy đi. Thế là xong rồi, nó sợ nó cũng gỡ, nó cứ xin là cho con một lần này nữa là thành Phật, một lần này nữa là không bao giờ phải làm lần thứ hai nữa. Tôi bảo không có lần nào nữa cả, dỡ ngay. Tôi vừa nói vừa dỡ những cái chỉ ngũ sắc với lại cái giấy màu nó quấn chung quanh cái gần cái ban thờ và quanh cái chỗ ngồi của nó. Xong rồi tôi vào, từ đó thì một hai hôm sau tôi bảo là bây giờ thôi, bây giờ muốn khỏi á phải nhất tâm mà sám hối, tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật dạy đi. Kinh Bát Nhã thì được các vị, khi Đức Phật còn tại thế 22 năm, Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã được vô số chư Phật và chư Đại Bồ Tát cũng như chư Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần phát nguyện là hộ trì kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, đặc biệt là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là vua của cõi trời dục giới thứ hai, cõi trời Đao Lợi Thiên, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết pháp và giảng về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và còn thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi đó. Đó, cái vị vua ở cõi trời đó là đặc biệt là hộ trì kinh Bát Nhã. Cho nên tôi bảo đấy, cho bây giờ đấy bác nhất tâm để tụng kinh Bát Nhã đi, tụng lấy là 100 ngày thì sẽ ổn, và một năm, sau một năm á thì khỏi được khoảng 95-98%, mà sau 3 năm thì khỏi hẳn. Nếu như bác mà tin tôi, bác làm theo tôi ấy, thì bác sẽ khỏi hẳn. Cho nó nghe tôi thì nó nhất tâm nó cứ tụng kinh Bát Nhã, nhưng thỉnh thoảng đấy, mấy khoảng 1-2 tuần đầu thì nó vẫn phá. Vào tụng như vậy cứ thỉnh thoảng, có khi 11-12 giờ đêm nó đứng trước cửa phòng tôi, nó cũng chả dám gõ cửa. Nó cứ đứng chờ như là trồng cây chuối trước cửa phòng tôi. Có hôm tôi mở cửa dậy, tôi ra thì nhìn thấy, tôi tưởng là kẻ trộm, nó giật mình. Thế thấy nó một cái thì nó gì? À, nó lủi lủi một cái nó đi luôn, nó chẳng nói câu gì, cũng chả gì cả. Nó cứ đứng trước cửa phòng tôi, nó đứng như thế, nó chả nói gì, chả rằng gì. Thấy tôi mở cửa ra nó cũng chả chào chả gì cả, thế là nó lủi lủi nó đi luôn. Mấy lần như thế mình cũng thấy giật mình. Đó, đấy là những cái gì? Tu sai đường, không khéo là mất thân tuệ mệnh cả một đời này. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng á, tụng kinh 6 tháng thì mê ngủ thấy Phật A Di Đà mặc áo màu vàng từ trên trời bay xuống và bay qua bay lại ở quanh đầu Phật tử này là 3 lần, mê ngủ thấy như thế. Thế hỏi có đúng không? Đấy là ma giả Phật hay là Phật thật? Thì có thể trong cái giấc mơ đây là do cái công đức phúc báo Phật tử này đã theo Phật và tu Phật nhiều đời nhiều kiếp. Nay tuy rằng mới học Phật, mới có tụng kinh, mới có 6 tháng, nhưng mà để được Phật hoan hỷ cho nhìn thấy cái pháp tướng của Ngài ở trong giấc mơ. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói mà, Bồ Tát Địa Tạng lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật đấy mà. Đấy, lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật. Cho nên trong giấc mơ mơ thấy Phật, mơ thấy địa ngục, mơ thấy thấy Phật, mơ thấy cái cảnh giới ở trong địa ngục khổ, cho mới phát tâm Bồ Đề. Cho nên trong giấc mơ mà chúng ta biết vận dụng thì cũng có thể là điểm tốt đẹp, là điểm lành tốt đẹp. Còn nếu không biết vận dụng thì có thể nó lại thành gì? Điểm xấu. Nói tóm lại là gì? Ma hay Phật đều ở trong tâm ta cả. Nếu Phật tử này thấy cảnh giới này từ hôm đó đến nay, tâm không mong thấy lại nữa, và trong tâm mình chỉ hoan hỷ biết vậy và ghi nhận như vậy, không đi kể hết với người này với người khác. Duy nhất đây là kể cho thầy vì nghĩ thầy là người thầy hướng đạo, thì kể cho thầy để xin thầy là chỉ giáo đấy là đúng hay là sai, tà hay là chính thì được. Nếu còn Phật tử này cứ đem đi kể hết với người này với người khác, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Và
cứ tối tối lại ngủ, hoặc là trưa trưa ngủ trưa cũng gì cũng mong thấy Phật, thấy 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 cái ông Phật hôm trước mình thấy ấy, đến bay đến để xoa đầu để thọ ký cho mình, hay để giảng kinh thuyết pháp cho mình. Thì nếu mà Phật tử là từ hôm đó thấy cảnh Phật hôm mê ngủ đó, thấy Phật bay qua bay lại qua đầu mình ba lần đó, mà từ hôm đó đến nay tâm vẫn khởi mong muốn thấy Phật nữa, mà thấy á, thì chắc chắn cái thấy lần sau lại giả. Cái lần trước có thể là thật nhưng lần sau thì là giả đấy. Nếu còn thấy như thế thì đừng có nắm bắt, mà đừng có theo, mà cũng đừng có phải gửi câu hỏi cho thầy làm gì nữa. Vì câu hỏi ngày hôm nay thì trả lời như vậy là thầy nghĩ là khá đầy đủ cho Phật tử. Cho dù các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói gì, gặp Phật phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Đấy, trong nguyên văn chữ Hán là như vậy, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật đó, thì giết Phật, gặp ma thì giết ma. Chúng ta mới nghe qua thì nghe chừng như là chúng ta gì, chúng ta kiêu căng ngã mạn bất tín rồi thế này thế khác vân vân. Nhưng thực tế đối với các thiền sư, đối với các tổ sư ngày xưa, các ngài tu hành, các ngài dụng tâm chân chính, một vật cũng gì cũng chẳng cho nó dính ở nơi tâm. Giống như là một niệm nhỏ, một niệm nhỏ khởi lên các ngài còn gì, còn không cho nó để chứa đựng ở trong tâm, huống chi là gì, là thấy Phật hay thấy ma. Cho nên cái ý nghĩa nói là phùng Phật sát Phật nghĩa là sao? Tức là gặp Phật giết Phật đó, tức là không chấp. Phật có đến, Phật có xoa đầu thọ ký, Phật có thuyết pháp cho ta nghe, tâm gì của chúng ta vẫn như bất động như vậy, không khởi lên một niệm là luyến ái, không khởi lên một niệm là gì, mong tiếp tục được thấy Phật và được nghe pháp và được Phật xoa đầu thọ ký cho mình, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì, dụng tâm ở trong trạng thái là như bình đẳng. Trước khen không mừng, mà trước chê không gì không giận, trước Phật á không vui, mà trước ma cũng không gì không sợ. Đó gọi là gặp Phật giết Phật. Còn gặp ma, bình thường chúng ta thấy á, người Phật tử hay là tu hành chưa đến nơi đến chốn, hay là người dân thường á, ở ngoài đời á, họ ngủ chiêm bao, hoặc là đi đường thấy ma vân vân, thì họ sợ lắm. Mặc dù chỉ là giấc mơ thấy ma thôi, hoặc thấy mình chết, hoặc thấy người thân mình chết thôi, tức là thấy ma đó. Họ nói là thấy ma đó, tức là thấy người chết, tức là thấy ma, họ cho là thấy ma. Hoặc là người chết, người trong họ hàng, hoặc trong gia đình, hoặc hàng xóm láng giềng vân vân và vân vân, họ chết rồi nhưng mà gì, đêm ngủ thấy họ hiện về và nói chuyện với chúng ta, hoặc không nói chuyện nhưng mà thấy hình bóng của họ, thì họ cho đó là gì, đó cho là thấy ma. Tức là thấy hình bóng của người chết thì họ đều cho là thấy gì, thấy ma. Thường thường người đời, hoặc người Phật tử, hoặc kể cả tăng ni tu tập chưa sâu, định lực chưa gì chưa vững á, thì người đó vẫn gì, vẫn sợ như thường, vẫn bị run sợ như thường, tóc gáy vẫn cứ dựng đứng lên, tim vẫn đập loạn xạ liên hồi, và hoảng loạn lo sợ, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên mà sinh bệnh nữa. Đó cho nên đấy gọi là thấy ma. Thì đối Phật dạy, đối với người tu hành chân chính, đối với người tu hành chân chính, thấy ma thì cũng không khởi lên một niệm là sợ sệt. Vì sao? Vì trong quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngài nói rằng vì cái đó tất cả là đều do giả cảnh, do tâm thiện ác phân biệt của chúng ta gì tạo nên. Và ngài Chí Giả nói rằng hành giả phát tâm tu hành chân chính thấy bất cứ loại ma nào cũng đều không được khởi tâm sợ hãi. Và ngài nói rằng vì sao? Vì từ xưa đến nay chưa thấy con ma nào hiện lên là một con hổ gì để ăn thịt, khi mà ăn thịt chúng ta, khi mà chúng ta đang sống sợ sợ như thế này. Rồi ngài nói là cũng chưa thấy con ma nào hiện thành một con gì, hiện thân thì một con rắn để cắn chết, khi mà gì trong giấc mơ chúng ta gì nhìn thấy họ, vân vân và vân vân. Ngài dẫn chứng như vậy để ý muốn là nói rằng là nếu mà tâm chúng ta chân chính thì không có một con ma nào có thể hại được chúng ta. Đó, thì vì vậy mà ở đây dụng tâm tu tập là phải để ở trong tâm, trong cái trạng thái là thấy Phật cũng không ưa, mà thấy ma cũng không sợ. Đó mới là tu hành đúng pháp. Hôm nay thấy,
kệ nó, cứ cho nó qua đi. Đừng có bám chấp vào nó. Bám chấp vào nó lại thành gì? Lại thành điên cuồng loạn tâm. Năm 2013, có một Phật tử ở trên Xuân Khanh, Sơn Tây, gần như ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, nói rằng là gì? Bạch thầy, tối hôm qua con lên tụng kinh Vô Lượng Thọ, con thấy Đức Phật A-di-đà và Quan Âm Thế Chí Vô Lượng Thánh Chúng ở trên ban thờ nhà con phóng quang tỏa sáng, rải hương rắc hoa thơm ngát ở phòng thờ nhà con. Lần đầu tiên nói như vậy tôi chúc mừng. Tôi bảo, tôi chúc mừng và tôi bảo đấy là một nhân duyên, công đức, phúc báo rất là lớn của gì? Của Phật tử. Cho nên tôi chúc mừng Phật tử đó. Và nghe tôi chúc mừng như vậy thì ngay ngày hôm sau, Phật tử lại tiếp tục gọi điện cho tôi và bảo rằng bạch thầy, tối hôm qua con lại thấy là A Di Đà Phật đến, Quan Âm Thế Chí và Vô Lượng Thánh Chúng ở Tây Phương Cực Lạc đến và tiếp tục rải hương rắc hoa. Và hôm nay đích thân là Đức Phật A Di Đà còn thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai, tức là hôm thứ hai đó, tôi không nói gì nữa. Đó. Lần thứ hai thì tôi không nói gì và tôi yên lặng. Tôi cũng không bảo là thiện, cũng chẳng bảo là ác, cũng chẳng bảo là Phật hay là ma. Và tiếp tục sang ngày thứ ba, Phật tử lại sáng sớm lại gọi điện cho tôi và bảo rằng là gì? Bạch thầy, tối hôm qua con nằm ngủ, lần này là lần nằm ngủ chứ không nói là tụng kinh, con nằm ngủ thì lại thấy Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư và vô số chư thánh chúng đến ở nhà con. Và lần này không chỉ thuyết pháp cho con nghe mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà còn giơ tay và xoa đầu thọ ký cho con, bảo nhất định con sẽ thành Phật. Và sau khi nghe Phật tử kể hết khoảng độ tầm 30 phút về cái chuyện là nhìn thấy Phật đến rồi thế này thế khác trong một thời gian tu tập như thế, thì tôi mới bảo rằng bà nói xong hết chưa? Tôi hỏi rằng bà nói xong hết chưa? Thì Phật tử bảo vâng, có gì thầy dạy thì cứ dạy, con nói thì chưa xong nhưng mà thầy có gì dạy thì cứ dạy. Tôi bảo bà đang đi lạc vào ma cảnh. Cảnh đó không phải là cảnh giới của gì, của người tu hành chân chính. Cảnh đó không phải là cảnh giới gì của Phật, của Bồ Tát đã đi. Cảnh đó không phải là tăng ni Phật tử tu hành chân chính, đệ tử của Đức Phật đã đi, đang đi và sẽ đi. Bà lạc vào đường ma rồi, bà không muốn tẩu hỏa nhập ma, không muốn điên điên khùng khùng, không muốn sau này chết đi đọa vào A Tỳ địa ngục, thì tốt nhất bà phải xem xét lại cách tu của mình. Thế bà này nghe tôi nói như vậy, bà này bảo sao thầy lại mắng con thế, thầy lại nguyền rủa con thế. Tôi bảo không, không phải tôi mắng bà mà không phải tôi nguyền rủa bà, mà đây là gì? Tôi đang nói những lời thật nhất đối với một người đệ tử xuất gia của Đức Phật, khuyên một Phật tử tại gia của Đức Phật tu hành làm sao đó cho đúng chính pháp. Và Phật tử này sau khi nói tôi nghe nói như vậy thì bảo rằng bạch thầy, thì con đang bận lắm, thì thôi lúc khác con gọi lại sau. Thế là tắt máy luôn. Không sao, tắt máy thì tắt máy, tôi cũng tắt máy, bên kia tắt máy tôi cũng tắt máy, và tôi đi làm việc của tôi. Và một thời gian sau, bẵng đi khoảng mấy tháng không nghe thấy Phật tử này gọi điện nữa. Và tôi nghe một số Phật tử nói rằng dạo này ở trong gia đình đạo tràng của Phật tử đấy, bây giờ là thành lập lên một đạo tràng, có khoảng độ 15-20 Phật tử thường hay tới đó để tụng kinh. Và đặc biệt dạo này Phật tử đó hay nói về họa phúc của các Phật tử và những người dân chung quanh đấy lắm. Có hôm đang tụng kinh Phật tử ấy nói với cả đạo tràng rằng thôi dừng tụng kinh lại để đi ra để cầu siêu cho một vong linh bị tai nạn giao thông. Đúng thật, dừng tụng kinh ra thì đúng thật có một cái xe ben nó vừa chèn chết một người cách đó khoảng 500 mét, cách cái gia đình đó khoảng 500 mét về phía ở trên Sơn Lộc, về phía dưới Sơn Lộc, tới về phía dưới Sơn Tây của mình này đó, từ nhà vị về phía Sơn Tây của mình khoảng 500 mét.
Và các Phật tử ở trong đạo tràng lại càng tin nữa, tin lắm, tin như là Phật là Bồ Tát nói luôn. Vì đang tụng kinh nhé, Phật tử đã bảo là gì, thôi dừng tụng kinh lại để đi xuống để cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết rồi. Thế là cả đoàn dừng tụng kinh lại xuống, đúng có một người vì bị ô tô nó cán chết. Phật tử trong đạo tràng của vị ấy tin và gì? Coi vị ấy như là một vị Phật, như vị là một vị Bồ Tát. Và từ đó vị ấy nói cái gì thì các vị ấy nghe theo như thế. Và tôi nghe một vài Phật tử đến nói với tôi rằng á, bạch thầy, nếu thầy bảo là cái điều đó là không phải chính pháp thì lại tại làm sao bà lại, cái Phật tử đó đang tụng kinh lại biết được cái sự màu nhiệm như thế. Đang tụng kinh cách đó 500 mét bảo các Phật tử dừng lại để đi cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết, xuống y như vậy. Còn tất cả những gì, cái chuyện họa phúc đời trước đời sau, hoặc các vong linh ở trong gia tiên của các Phật tử trong đạo tràng đó đến xem, hoặc là hàng xóm đến Phật tử đó đều nói đúng hết, ai cũng khen là đúng lắm, đúng 100%. Tôi bảo á, xem càng đúng thì càng chứng tỏ cái con ma mà gì mà mượn cái xác của bà ấy để phán á, là càng một con gì, càng một con ma bự, tức là càng là gì, càng có thế lực lớn, là một đại quỷ thần có thế lực lớn. Bây giờ nó chỉ mượn xác nó chơi, khi mà nó chán nó bỏ đi. Ngài Tịnh Không nói là gì? Và Ngài Tuyên Hóa nói là khi mà cái người bị ma trêu quỷ nhập, nó mượn xác nó bỏ đi, người đó thì thân tàn ma dại, nó hút hết dương khí rồi ấy, nó lợi dụng hết rồi ấy, nó lại đi cửa khác và nó không ở đó nữa, thì là thành thân tàn ma dại, rồ điên khùng, người trở ra người, ma trở ra ma, lúc thì xưng là Phật, lúc thì xưng là thần, lúc thì xưng là thánh, vân vân. Nhưng mà cuối cùng có phải thần Phật, thánh thiên, thánh chữ thiên nào không? Không phải. Đó là gì? Ma quỷ nhập tâm, làm cho tán loạn và phá cái hạnh tu của mình không biết. Cho nên cái trường hợp này, Phật tử này, thầy khuyên là tuyệt đối bắt đầu từ hôm nay nghe thấy bài giảng của thầy này, không được nói với bất cứ ai là mình nhìn thấy Phật, tụng kinh nhìn thấy Phật nữa. Không được nói với bất cứ ai về cái chuyện này nữa, và phải đưa vào dĩ vãng ngay. Đấy, đưa vào dĩ vãng ngay. Và lần sau có thấy Phật thấy ma gì đó, tự mình biết thôi. Nếu có trong tâm còn nghi ngờ hoặc chưa được an thì lên hỏi thầy. Lên hỏi thầy. Đó. Mà cũng không được đưa câu hỏi bằng gì, bằng qua mail hoặc là viết câu hỏi nữa, vì thầy chỉ trả lời Phật tử này duy nhất một lần này qua mail và có câu hỏi này. Lần sau nếu có gặp thì vào cái dịp pháp hội hay như thế nào đó thì hỏi thầy, hoặc là sang câu hỏi của Phật tử khác. Câu hỏi thứ hai của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng á, nhà con niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng nhưng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương thờ cô cùng chung một ban, thì có bị sai không? Con xin thầy hoan hỷ cho con biết có bị sai không. Phật tử nói rằng ở nhà có đọc tụng kinh Địa Tạng nhưng mà nhà thì không có bát hương thờ Phật, tức là không có ban thờ Phật và cũng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương cô thôi. Bát hương cô, ở đây không thể nói bát hương gia tiên mà nói các bát hương cô cùng thờ chung một ban, thờ như vậy, tụng kinh như vậy có sai không? Không, khẳng định là không, cũng không sao. Nếu mà hội đủ duyên lành thì mình có cái ban thờ Phật ở tại gia, đi ra đi vào mỗi khi lên tụng kinh niệm Phật, mình chiêm ngưỡng thấy hình tượng hoặc là tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát để khởi cái tâm cung kính là quý nhất. Nhưng mà gia đình chúng ta chưa đủ duyên, hoặc là gì? Chồng chưa hoan hỷ, hoặc là bố mẹ chồng chưa hoan hỷ, hoặc là có những gia đình chồng theo Phật, tín Phật nhưng mà vợ không hoan hỷ, hãy có cái trường hợp như vậy, thì hoặc một lý do đặc biệt nào đó mà
gia đình chưa thể bốc bát hương thờ Phật, chưa thể thờ tranh ảnh và tôn tượng của Phật ở tại gia đình của mình được, nhưng mà vẫn muốn đọc kinh, vẫn muốn gieo duyên với Đức Phật, thì mình vẫn có thể đọc kinh ở nhà được, không sao. Các quý vị chỉ cần là múc lấy ba chén nước, nước trong, nước trắng đó, múc lấy ba chén nước trắng hàng ngày, mỗi ngày thay lấy ba chén nước hoặc bảy chén nước. Nếu ban thờ nhỏ thì chỉ cần ba chén thôi, ban thờ to rộng thì có thể bảy chén dâng lên trên ban thờ nhà mình, thắp cho một nén hương vào ban thờ bát hương tổ công là được, cũng không cần phải thắp nhiều lắm, một nén để đại diện cho cũng được, vì bây giờ hương bây giờ nó cũng không được tốt như hương ngày xưa, thắp nhiều thì các nhà khoa học với những vị mà bên nghiên cứu bên y học họ cho rằng hương bây giờ mà thắp nhiều, người khói hương nhiều có khi lại bị bệnh ung thư, cho nên chỉ thắp một nén là cũng được. Đó. Còn hoa quả bánh kẹo vân vân đó, nếu có thì mình thay cái héo héo thì mình lại thay, hoặc vài ngày mình thay thì càng tốt, không thì chỉ ba chén nước thôi và đọc kinh Địa Tạng bình thường nhà mình không sao cả, rất là tốt. Phật Bồ Tát thì không có bắt mình là phải có ban Phật hay là có bát hương thì các ngài mới chứng, còn không có ban Phật thì không có bát hương thì ngài không chứng. Phật Bồ Tát đối với chúng sinh, tức là đối với chúng ta, đối với các Phật tử chúng ta như là người mẹ thương con đỏ, thì Phật đâu có cần là phải đòi hỏi chúng ta phải có mâm cao cỗ đề, phải có tranh ảnh tôn tượng hay là bát hương thờ thì ngài mới chứng đâu. Chỉ cần chúng ta khởi cái tâm thành thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật là ngài đã gì, ngài đã hoan hỷ rồi, ngài đã chứng minh rồi. Cho nên ở trường hợp này thầy trả lời Phật tử này rằng cứ hoan hỷ mà đọc tụng đi, cứ hoan hỷ mà đọc tụng đi. Nhưng mà một ngày nào đó nếu đủ duyên, chồng hoặc là vợ hoặc là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ mà hoan hỷ cho thờ Phật ở nhà thì nên cũng nên bốc cái bát hương thờ Phật. Nếu không thờ được tượng thì thờ cái tranh, bức tranh của Phật cũng được. Nếu tu tịnh độ như chúng ta thì có bức tranh Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đó. Nếu có duyên tụng kinh Địa Tạng thì một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa là được. Đó. Chỉ cần như thế thôi là trọn vẹn cho cái ước nguyện của chúng ta, thì cứ nhất tâm để mà tu. Nhưng quan trọng lúc tụng kinh chúng ta phải nhất tâm để mà để ý vào trong kinh. Tụng kinh xong thì có thể như pháp chúng ta có thể hồi hướng để cầu nguyện tri ân báo ân ông bà tổ tiên nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp, và cầu Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu Bồ Tát gia hộ cho các cụ nội ngoại gia tiên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà đã quá vãng rồi, thì vị nào được siêu thoát rồi thì được tăng phúc tăng thọ, vị nào chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát khỏi ba đường khổ, sinh cõi trời người hoặc sinh về cõi Phật, hưởng phúc báo có thọ mạng, có công đức trí tuệ vân vân, và được gặp Phật pháp và được tu tập sớm thành chính đạo. Đó. Còn đối với bản thân gia đình chúng ta có thể cầu cho gì? Gia đình chúng ta được yên vui mạnh khỏe hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học hành tiến bộ vân vân. Còn bản thân mình ấy, thì đừng có cầu nhiều lắm, chỉ cầu về Tây Phương. Xả bỏ báo thân này, nguyện làm sao cho Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và đặc biệt Đức Phật A Di Đà cùng vô lượng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc hoan hỷ ở trên hư không, cỡ trên đài sen báu, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của mình đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mình chỉ cầu thế thôi, chứ đừng cầu cho mình gì nhiều quá rồi bản ngã nó lại nổi lên. Đó. Đấy về trường hợp câu hỏi thứ hai của Phật tử, thầy Hiến trả lời như vậy. Câu hỏi thứ nhất của buổi trả lời câu hỏi ngày hôm nay, các Phật tử hỏi như thế này: kính bạch thầy, thầy cho con xin được hỏi một câu này, tại sao mẹ con tụng kinh lâu rồi mà vẫn không thay đổi? Nhiều lúc mẹ vẫn rất nổi sân và khẩu nghiệp rất nặng. Những lúc mẹ như vậy con nên làm gì ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con. Con xin cảm ơn thầy.
Ở đây là có một Phật tử đưa ra câu hỏi, nói rằng mẹ mình tụng kinh đã rất lâu nhưng mà vẫn không thay đổi được nhiều, vì nhiều lúc mẹ vẫn là hay nổi sân và khẩu nghiệp thì rất nặng. Nổi sân tức là gì? Nóng giận. Ở ngoài đời chúng ta gọi là sân giận, hay còn là nóng nảy. Hơi một tí là tính tình thì đùng đùng lên, sồn sồn lên. Đó. Khẩu nghiệp thì rất nặng, có khi là nói những lời thô ác, chửi bới, mắng nhiếc, thậm chí là nguyền rủa, vân vân. Phật tử này nói rằng mẹ tại sao mẹ tụng kinh lâu như vậy mà không thay đổi được cái nghiệp đó? Thì ở đây chúng ta phải xét về bản chất của nghiệp. Thì phải nói rằng cái nghiệp nó có nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có thể nói rằng cái nghiệp của mẹ của Phật tử này là rất sâu dày. Từ vô lượng, vô biên, A Tăng kỳ kiếp về trước đã tạo vô lượng những cái tội, tạo vô lượng những cái nghiệp khẩu, hoặc là nghiệp về thân, hoặc nghiệp về ý. Cho nên nay cho dù được gặp được Phật Pháp, được thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật, nhưng mà không chuyển được là bao. Đó là một ý. Một ý thứ hai, đó là gì? Đó là chưa phải là chân thành học Phật. Mẹ của Phật tử này chắc chắn chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật. Vì sao chúng tôi lại nói là chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật? Vì nếu mà là một Phật tử chân thành học Phật, như Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không ngày nói thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Đấy, người học Phật là như thế, chân thành nó như thế. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Như vậy mới gọi là người chân thành niệm Phật, người chân thành tụng kinh, hay là người chân thành trì chú, hay là người chân thành ngồi thiền, vân vân. Còn tụng kinh mà chúng ta chỉ tụng trên đầu môi chóp lưỡi, tụng cho nó có thời khóa, để kể công với gì, với Phật, hay là để khoe với các thầy bổn sư của mình, hay là khoe với các đạo hữu là mỗi một ngày tôi tụng được một bộ kinh Vô Lượng Thọ, hay một ngày tôi tụng được một bộ kinh Địa Tạng, hay là một ngày tôi tụng được gì 2-3 thời Pháp Hoa, vân vân. Tụng kinh như vậy thì ở trong kinh Phật gọi, Đức Phật gọi là bị kinh chuyển. Đức Phật và các tổ dạy là bị kinh chuyển, tức là tụng để khoe, khoe kinh. Giống như ngày xưa khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mới thành đạo, có một vị thiền sư ẩn cư ở trên núi là hơn 20 năm. Nghe nói là tổ Lục Tổ là người được truyền y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và chính thức là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Cho nên vị thiền sư đó đi đến để gặp ngài Huệ Năng để xem có thực phải là Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bát và tâm pháp hay không. Thì vị thiền sư đó đến nhìn thấy ngài Huệ Năng không thể hiện cái oai nghi như là một cái vị tổ sư được truyền thừa. Cho nên ông ấy nhìn thấy như vậy và ông ấy chỉ đi chung quanh, ông hơi xá chào thôi, chứ ông không có gì, ông không có lễ. Mà lúc có lễ thì cái đầu của ông ấy lễ cũng không gì, không sát đất. Đó. Thế ngài Huệ Năng mới hỏi rằng là ông ấy đến đây thì vì nhân duyên gì mà đến? Vị thiền sư kia bảo là thì con đến đây, hay là tôi đến đây ấy, thì vì nghe người ta nói là ngài đã được y bát và tâm ấn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho nên đến để thân cận, đến để đỉnh lễ, đến để thỉnh pháp. Thế Lục Tổ bảo rằng á, ta thấy là ông thực sự không phải đến đây để thỉnh pháp, đến đây để thân cận. Vậy hàng ngày á, chắc chắn là hàng ngày ông phải làm được một cái gì đó khác người, cho nên cái tâm của ông gì mới không thực sự đến đây để cầu pháp như thế. Thế vị sư đó, thiền sư đó mới nói thì mới lúc đó mới sụp lại xuống sát dưới đất, mới nói là sám hối tổ là gì, quả thật là con gì hơn 20 năm qua con đã tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa,
Cho nên con chấp vào, là cái công đức tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa đó. Cho nên á, vì vậy mà con này, con lúc lễ lạy ngài là con thì con không thực sự là thành tâm cầu pháp thực sự. Cho nên á, thế nay xin ngài khai thị cho. Và ngay đó thì Lục Tổ liền khai thị cho có mấy câu thôi. Vị thiền sư kia, vị pháp sư kia liền là ngộ đạo và cảm ơn gì? Lục Tổ. Đấy mới là những người chúng ta thấy là chấp pháp. Đấy gọi là chấp pháp. Nhưng mà may mắn sao lại được tổ gì? Được Lục Tổ lại khai thị cho, lòng từ bi của Tổ là vô lượng khai thị cho. Và ông ngay đó biết bỏ được cái pháp chấp của mình, cái tâm chấp pháp của mình, mà liền là ngộ đạo, không phí uổng cả một đời xuất gia cầu học vậy. Đấy, cho nên đây chúng tôi nói là người thực sự cầu pháp thì phải tu như vậy. Còn ở đây mẹ của Phật tử này á, tụng kinh niệm Phật rất lâu như vậy mà không chuyển được cái tính sân hận, và đặc biệt là cái khẩu nghiệp vẫn dùng những lời ác để mắng nhiếc người. Cho nên ở đây thì theo chúng tôi á, Phật tử nên cho mẹ mình nghe những cái băng giảng của chư Tôn Túc Hòa Thượng, các bậc pháp sư đạo cao đức trọng, và đặc biệt là những cái bài giảng đó phải phù hợp với căn cơ của gì, của mẹ mình. Nếu mà cái căn cơ của mình, mẹ mình ấy, chưa đủ mà cho nghe giảng những cái bài pháp cao quá, sâu quá, về những cái bài pháp như là của các hòa thượng giảng về thiền, hay là giảng về kinh Kim Cương, hay là giảng về kinh Hoa Nghiêm vân vân chẳng hạn, hay kinh, nhưng nói chung là những cái bộ kinh đại thừa lớn, thì chưa nên cho mẹ Phật tử nghe giảng. Mà tốt nhất là nên cho nghe giảng về gì? Những bộ kinh về nhân quả báo ứng. Những bộ kinh về nhân quả báo ứng. Mà những bộ kinh, hoặc là những bộ kinh nói về gì? Dạy cho con người ta sống phải là một con người tốt đã, thì tu mới được. Như là kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy phù hợp cho tất cả ba căn. Thượng căn, trung căn, hạ căn nghe đều có thể hiểu, đều có thể lĩnh thọ. Cho nên khuyên Phật tử này có thể cho mẹ Phật tử nghe băng giảng kinh Địa Tạng, có thể là nghe băng giảng kinh Địa Tạng của Hòa thượng Tịnh Không, hay là băng giảng kinh của Hòa thượng, kinh Địa Tạng của Hòa thượng Tuyên Hóa, hoặc là nghe băng giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi giảng 102 bài giảng lần thứ nhất và 58 bài giảng lần thứ hai, đến hôm nay là 58 rồi, 58 bài giảng lần thứ hai, để cho mẹ nghe. Nếu mà mẹ lười nghe thì chọn những cái bài nào mà mình cảm thấy phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của gia đình nhà mình và mẹ mình, cho mẹ mình nghe, thì thầy nghĩ rằng dần dần chắc chắn mẹ của Phật tử này sẽ chuyển được đó. Còn nếu chỉ có tụng kinh không mà không nghe học, không nghe giảng, không đi học, không nghe giảng, không tiếp xúc với chư tăng để tu hành, thì rất dễ đi vào đường tà. Cho nên là các tổ ngày xưa, các cụ mới nói là tu mà không học ạ thì gọi là tu mù. Mà tu mù thì càng tu càng sai. Càng tu thì càng gì? Càng sân. Càng tu thì càng gì? Càng chấp. Cho nên ở trong nhà Phật đó, tôi nhớ rất rõ ngày xưa đi học là cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, ngài có nói rằng đối với người xuất gia hay người tại gia, người tu Phật nói chung, ngài nói một cái bài kệ, ngài nói rằng nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là nói rằng người tu Phật ở cái thời mạt pháp này, khi mới học Phật, người xuất gia thì mới xuất gia, người học Phật tại gia thì mới học Phật tại gia, thì nói là nhất niên thời Phật tại Tiền. Nghĩa là khi mới bắt đầu học Phật thì vào chùa, tâm thân tâm đối với gì? Đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì cung kính lắm, ngưỡng mộ lắm. Cho nên mới nói là gì? Vì bằng cái, vì cái tâm cung kính đó, cái tâm ngưỡng mộ Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó, và lăn xả để gì? Để làm các công việc Phật sự, chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự để phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh và phụng sự đạo pháp đó, không từ nan, không mệt mỏi,
làm không nghĩ cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho gì, nghĩ cho người khác và nghĩ để cúng dường tam bảo thôi. Thì cho nên á, vì vậy mà nói là gì, năm thứ nhất Phật ở ngay trước mặt, ngay trước mặt mình là Phật, lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm, tâm nghĩ, vân vân, đều gần sát với Phật. Cho nên gọi là gì? Phật ngay ở trước mặt vậy. Nhất niên thời Phật tại tiền mà, tức là năm đầu tiên học Phật thì Phật còn ngay trước mặt. Đến năm thứ hai, do chấp vào nói là mình ở trong chùa, hoặc là mình đến chùa làm công quả được khá nhiều công đức rồi, Cho nên sinh tâm cống cao, ngã mạn, Phật không ở trước mặt nữa, Phật lại gì? Lại lánh xa sang tận Tây Thiên rồi. Tây Thiên có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, nếu nói về lý thì nói là Tây Thiên ở đây là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi mà các hành giả tu tập muốn quy hướng sau khi xả bỏ bảo thân này, tức là cầu vãng sinh Tây Phương tịnh độ đó. Tây Thiên, ý nghĩa thứ hai đó là chỉ cho gì? Quốc độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà chúng ta giáng sinh, xuất gia tu hành thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn, đó tức là chỉ cho đất nước Ấn Độ. Chỉ ở đất nước Ấn Độ có hai ý như vậy. Đó. Cho nên năm thứ hai vào chùa học Phật, hoặc là đến chùa học Phật, học được một chút rồi, làm được một chút công quả, học được một chút chữ nghĩa rồi, nghĩ rằng mình đã có công đức rất lớn rồi, cho nên sinh tâm cống cao ngã mạn. Vì vậy mà gì, ông Phật ở trong lòng mình á, nó xa tít mù tắp rồi, xa tận Tây Thiên. Chưa hết, sang năm thứ ba, tức là tu được một thời gian khá khá dài á, thì cái bản ngã bắt đầu nó sinh ra. Ta làm cái gì, ta tu được nhiều rồi, ta làm cái gì mọi người cũng phải cung kính, phải tôn trọng, phải cung phụng và cúng dường ta. Người xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng thế. Câu hỏi thứ tư, có một Phật tử hỏi rằng: kính bạch thầy, con có một thắc mắc, khi lâm chung an táng tốt hay hỏa táng tốt, rắc cho ra sông thì có tốt không ạ? Một Phật tử hỏi rằng khi lâm chung thì an táng tốt hay là hỏa táng tốt? Cái nào cũng tốt, an táng cũng tốt, mà hỏa táng cũng tốt, tùy theo cái gì, cái tâm của chúng ta thôi. Mà một cái điều quan trọng nhất á, trong kinh luận Đức Phật dạy mà các tổ sư, đặc biệt các tổ sư người Ấn Quang Đại Sư và Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không á, thường dạy á, tốt nhất sau khi chết á, chúng ta nên để sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mới động vào thân thể, mới di rời thân thể, mới tắm rửa cho gì, cho cái thân thể đó, và thay quần áo và nhập quan phát tang, làm gì thì làm. Sau cái thời gian đó thì chúng ta muốn chôn thì chôn, muốn thiêu thì thiêu, không quan trọng. Nó chỉ là cái gì, cái xác không hồn nữa thôi. Chúng ta biết là có những trường hợp chết xong đi hỏa thiêu, hỏa thiêu xong một cái là về nhập vào con cháu, cái vong nó nhập vào con cháu hoặc là người thân trong gia đình, kêu là gì? Nóng lắm, cứ kêu nóng lắm, không chịu được. Thế là gì? Cả dòng họ là hoảng loạn lên, bảo là và từ giờ trở đi thì đấy, do thiêu mà gì mà nóng. Thì các vị đấy, chỉ nghe là do thiêu mà nóng thôi, thì cũng có trường hợp đến nói với chúng tôi thì chết xong bắt đầu đem đi chôn. Chôn thì chôn ở dưới cánh đồng ấy, ở ngoài dưới xuôi chúng ta chôn thì hay chôn cánh đồng có nước. Thì bắt đầu là về thì chôn xong một cái thì là các cụ vong đi về nhập vào người thân trong gia đình, bắt đầu là ngập, không nói được, và hỏi cái gì cũng không nói được. Và khi mãi thì khai khẩu qua thì bảo là người nhà thì dìm xuống nước mà chết, tức là chôn thì cái chỗ gì có nhiều nước thì chết đuối đó. Thì lại cũng có những trường hợp chúng tôi gặp rồi, do chôn thì có những nơi ở trên cái vùng bán sân địa, chôn trên đồi. Thì sau khi chôn xong cái vong đó lại về nhập vào người thân và con cháu trong gia đình và người thân, và nói rằng là gì? Là bị ngạt mà chết, không thở được, cứ ôm họng, cứ ôm cổ họng, tự mình ôm họng và lăn lộn, hỏi gì cũng không nói được, và hỏi mãi, rặng mãi á, niệm Phật hay là dùng cái biện pháp gì đó thì để khai khẩu cho, thì nói là gì? Không thở được. Vì sao? Chết ngạt.
Các Phật tử chúng ta thử nghĩ xem, chọn cách chết ngạt tốt hơn, hay là chọn cách chết gì, chết đuối chết hơn, hay là chọn cách gì, chết cháy chết hơn. Các Phật tử chúng ta chọn cách chết nào tốt hơn trong ba cách đó? Cháy thì nóng, nóng mà chết. Chôn vùi xuống dưới đất á, thì ngạt mà chết. Chôn vùi xuống dưới đất mà đất có nước á, thì gì? Cho nước nó vào mà gì? Đuối mà chết. À, đuối chết, ngạt chết và nóng chết. Ba cái chết đẩy như nhau, ba chết như nhau các vị ạ. Cái chết nào cũng như nhau. Chết cháy á, thì gì? Lửa cháy to thì nó vèo một cái thì chết. Mà lửa cháy nhỏ nó cứ từ từ nóng dần mà chết, dãy dụa mà chết á. Còn nó ngạt á thì gì? Thở, hít vào mà không thở được ra. Vì cái đất nó dày hàng gì? Mét, hai mét á. Nó không thể khí, không khí vào, không khí dương không thể vào được, chỉ có âm khí ra đó. Hít vào không thể là bật hơi ra được, khiến cho chúng ta gì ạc lên thì khó thở, ngạt thở mà gì, mà chết cũng như thế thôi. Ngạt nước tương tự như vậy. Đó, cho nên á, ba cái chết đó, chết chôn dưới nước thì đuối mà chết thì cũng khổ. Chết chôn ở trên gì, trên đồi, trên triền đồi á, không có nước á thì ngạt mà chết cũng khổ. Mà đem vào lò hỏa thiêu á, mà thiêu á thì do nóng mà chết cũng khổ. Vậy làm cách gì cho gì cả ba cái chết này gì đều khổ? Trong kinh Phật, Bồ Tát và các tổ giảng giải có dạy chúng ta là gì? Ít nhất, Ngài Ấn Quang Đại Sư trong Văn Sao nói rằng ít nhất phải sau 3 tiếng đồng hồ mới được động vào thân thể. Con người ta sau khi mới chết á, thì cứ để nguyên đó. Ví dụ đem vào trong cái giường của họ, đem nằm vào đó, bắt đầu mắc cái màn lên. Nếu có người á, thì ngồi chung quanh để niệm Phật cho gọi là trợ niệm á, thì là tốt nhất. Hoặc là tụng kinh cho là tốt nhất. Nhưng Ngài Pháp Sư Tịnh Không nói rằng trong cái lúc con người đã chết rồi á, hoặc là thoi thóp sắp chết á, thì cái việc tốt nhất chỉ có nên thì dùng một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật nhất tâm để niệm cho họ. Hoặc là A Mi Đà Phật hoặc Nam Mô A Mi Đà Phật. Người nào họ thích niệm A Mi lúc họ còn sống, bởi bây giờ có rất nhiều người niệm A Mi theo Hòa Thượng Trí Tịnh. Cho nên là khi bình thường còn sống họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì chúng ta đi trợ niệm thì cứ trợ niệm cho họ bằng A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Còn người nào lúc sống họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì chúng ta cứ thế mà niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cho họ. Đó, vì bây giờ chúng ta phải tùy duyên. Người còn sống họ thích niệm A Di thì niệm A Di, họ thích niệm A Di thì cũng là niệm A Di cho họ. Đừng công nệ. Đó, chúng ta phải tùy nghi phương tiện, tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích. Đó. Tức là tùy thuận theo cái sự mong cầu, mong muốn của chúng sinh, thói quen của chúng sinh ấy, mà chúng ta đem lại lợi ích cho họ. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là Ngài Ấn Quang Đại Sư trong Văn Sao nói rằng sau khi chết phải 3 tiếng mới được động vào thân thể, mới được tắm rửa, mới được nhập quan phát tang. Vì sao Ngài Ấn Quang nói 3 tiếng? Vì thời Ngài Ấn Quang Đại Sư ở Trung Quốc còn đang có chiến tranh. Để lâu quá 3 tiếng thì chắc cái thời gian nó không cho phép. Cho nên Ấn Quang Đại Sư phương tiện nói là 3 tiếng. Nhưng cái thời bình này á, thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói này, ít nhất phải 8 tiếng cho đến 12 tiếng. Để như vậy, để trợ niệm cho họ. Nếu các Phật tử nó không biết trợ niệm thì mua lấy cái đài niệm Phật, để lấy cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đầu của cái tử thi của người mất kia, cũng có lợi ích đôi chút. Có lợi ích đôi chút. Nếu mà gia đình mà bất tín không niệm Phật thì cứ để nguyên trên giường như vậy, mắc cái màn lên, để cho con mèo con chó thì nó nhảy lên. Theo các cụ ngày xưa nói là gì, nếu mà người chết mà nằm như vậy mà để cái con mèo á, cái cửa sổ phải đóng lại và mắc cái màn lên, không có để như vậy cái con mèo từ ngoài cửa sổ hay ở trên nóc nhà hay ở trên sàn nó nhảy xuống á, nó nhảy qua cái người chết á, thì bằng một cái hẻm nào đó thì mình cũng chưa giải thích được, khoa học chưa giải thích, mà tôn giáo thì tôi chưa thấy giải thích kỹ. Nhưng mà miễn là cái người chết mà các cụ nói là con người chết nằm như thế này mà con mèo nó nhảy qua một cái thì tự nhiên cái xác chết nó bật dậy. Mà xác chết các vị biết là chết mấy tiếng đồng hồ phải đang nằm như vậy mà tự nhiên bật dậy. Có những trường hợp nó còn bật dậy còn nhảy tưng tưng như thế này. Thì khủng khiếp lắm. Thì cả nhà bỏ chạy. Sợ vãi linh hồn, nó có khi là bỏ cả xác người mất kia mà chạy. Không ai dám về nhà nữa. Cho nên cái đấy là các cụ ngày xưa, đây là cái mà các cha ông chúng ta nhiều đời nhiều kiếp truyền cho nhau, đó là người chết nằm cạnh cửa sổ thì phải đóng cửa sổ lại, sợ con mèo nó nhảy từ cửa sổ nhảy qua. À, mà đặc biệt là cứ mắc cái màn lên đó. Đó, mắc cái màn lên xong để lên đó cho họ nằm trong đó. Niệm Phật hay không niệm Phật thì cứ để ít nhất là khoảng
8 tiếng trở lên là yên tâm nhất. Thì khi đó đem chôn, đem thiêu thì cũng vô tư, chỉ là cái xác không hồn thôi. Còn linh hồn đấy thì đã thoát hoàn toàn, đã khỏi thân thể rồi. Đã hoàn toàn khỏi thân thể rồi thì không sao nữa. Cho nên á, Phật tử này còn hỏi là có nên rắc cho cốt xuống sông hay không? Không quan trọng. Nếu mà sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mà được trợ niệm thì càng tốt. Cái thần thức đã ra khỏi thân thể thì cái cho đó đem rắc ra sông rồi kết duyên gì cho các loài thủy tộc thì cũng càng tốt. Cho đó mà ngày xưa các tổ, những vị tổ sư mà hành Bồ Tát Đạo, các ngày cái cho đó còn đem trộn với bột gạo nếp hoặc bột gạo tẻ xay ra, bột gạo, bột ngô, cái bột ngũ cốc xay ra xong trộn lẫn với nhau xong rồi cho nước nó sệt ra xong ném xuống dưới, thả dưới sông ấy, để kết duyên với gì các loài thủy tộc. Tức là cho nó một bữa ăn. Lúc sống chúng ta chẳng gì, chẳng làm được lợi ích gì nhiều. Bây giờ lúc chết tận dụng chút xương này để gieo duyên với loài thủy tộc. Nhiều vị thiền sư, nhiều vị pháp sư, nhiều vị đại sư tu hành đắc đạo thì các ngài hay phát cái đại nguyện đó. Như ở bên Tây Tạng chúng ta thấy là các vị tu sĩ và các Phật tử họ phát đại bồ đề tâm hành Bồ Tát Đạo, sau khi chết họ di chúc là cái thân thể của họ mang lên trên núi, đem dốc cắt ra từng bộ phận nhỏ, cắt hết băm thịt thật nhỏ ra để cho các loài chim kền kền và các loài muông cầy muông thú gì nó ăn. Xương cũng đem chặt ra từng khúc nhỏ nhỏ gì, cho con cáo rồi con sói nó xuống nó gặm nó mang đi nó ăn. Còn thịt thì cho thì cái kền kền với các loài chim loài sóc nó ăn, dốc ra như thế. Tôi xem hai cái đĩa như vậy rồi. Một cái đĩa ngày xưa cố hòa thượng viện chủ chủ Hưng thượng viên Hạ Thành đi sang Tây Tạng và ghi lại, tôi xem ngày đầu tôi xem tôi hoảng, tôi không dám xem nữa. Nhưng mà năm mấy năm vừa qua tôi lại xem lại một cái đĩa của thầy Thích Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp đi thăm Ấn Độ và thăm Tây Tạng, ngài cũng quay lại cái đó và về tôi xem thế sớn cả gây ốc lên. Nhưng lần thứ hai thì tôi xem được trọn vẹn, lần đầu tiên tôi xem một tí rồi tôi sợ quá tôi không dám xem nữa. Vì tôi cho rằng gì đấy là gì, là một cái việc làm là gọi là khủng khiếp. Người ta chết rồi mà còn thì còn dốc xẻo này này. Các vị biết tôi nhìn thấy cái đĩa của thượng tọa cố hòa thượng chủ Hương ngày xưa, khi đó ngày mới là thượng tọa đó, quay hay còn gì, quay người ta xẻo, người ta xẻo, người ta cắt cắt cái dao nó cùn cùn, cứ cắt cắt cứ cứa này. Cắt như bà bán hàng thịt ở ngoài chợ, bà bán hàng thịt ngoài chợ cắt như thế nào thì chúng ta thấy cái đội mà làm cái nghi lễ của Tây Tạng để cắt mổ xẻ thịt người cho các chim thú ở người ta ăn bên Tây Tạng cũng như thế. Đấy, cũng khiếp lắm. Nhưng mà thôi, đấy là cái văn hóa, cái nghi thức của họ. Thì chúng ta không thể nói họ là ngoại đạo được. Đấy là cái nghi thức của họ. Chúng ta có trên thế giới này có rất nhiều những cái gì? Cái nghi thức mà chúng các niềm tin tôn giáo mà chúng ta chưa thể khám phá hết được. Thì đấy, cho nên trả lời Phật tử là rắc ra sông hay là như thế nào đó cũng không quan trọng lắm đâu. Câu thứ 5, Phật tử nó hỏi: Bạch thầy, con có một đứa cháu ở xa quê, vừa rồi cháu có xây nhà gần hoàn thành thì xảy ra một sự cố là một thợ xây bị ngã giáo, ảnh hưởng đốt sống, giờ chưa biết sống chết ra sao. Vì vậy, tâm mọi người không an khi ở nhà và cũng bị thế gian họ gièm pha nhiều. Vậy con mong thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con nên làm như thế nào để âm dương được hài hòa ổn định, và chúng con nên tụng kinh gì để giải nạn cho cả chủ và thợ ạ. Có đấy. Phật tử này cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Một ngày lấy 3 thời, sáng, chiều và tối. Ngày 3 thời, sáng tụng quyển thượng, bát nhã và niệm Phật theo như các sư hướng dẫn. Chiều khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi tụng quyển trung, bát nhã và niệm Phật. Tối khoảng độ 8 giờ đến 8 rưỡi bắt đầu vào tụng quyển hạ. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng. Nếu có ban thờ Phật thì đọc đối trước ban thờ Phật là tốt nhất. Không thì cứ ban thờ thần linh gia tiên mình tụng. 21 ngày ròng rã như thế, hồi hướng, sám hối với các vị long thần thổ địa ở nơi đó, và sám hối với các cụ tổ tiên của mình, và đặc biệt là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng vân vân gia trì cho gia đình chúng ta. Và cầu nguyện là ở trong cái mảnh Bồ Tát Địa Tạng, là ở trong cái mảnh đất gia đình nhà mình đang ở đó, nếu còn vong linh nào mà còn phảng phất, những oan hồn nào chưa được siêu thoát ở trong khu đất nhà mình ấy, thì nguyện cầu Bồ Tát phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối và
thuyết pháp giáo hóa cho cái thần thức, cái vong linh đó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc, cảnh giới an lành tốt đẹp hơn, đó là cõi nhân hoặc cõi thiên, vân vân. Đó thì khi mà họ được, họ nghe Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa, dùng thần lực để dẫn dắt họ đi đầu thai thoát hóa, thì nó trả lại cái mảnh đất nhà gia đình nhà mình là trong sạch. Giống như mà cái đất nhà mình, tôi lấy một ví dụ, nhưng mà nó có gì, có phân do bùn đất đầy rẫy ra. Nay chúng ta muốn làm nhà làm cửa thì đem hót sạch sẽ đi, đem cào bỏ hết cái đất bẩn nó đi và đổ đất 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 tốt vào, đất đất cát sạch sẽ vào, chúng ta mới làm nhà lên đó thì ở nó không bị hôi thối, không bị bẩn thỉu, không bị nhàm gớm, tương tự như thế thôi. Và cho nên cũng có trường hợp có những cái oan hồn, những oan gia trái chủ, những vong linh, thậm chí là quỷ thần, nó ở trên cái mảnh đất nhà mình làm nhà lên, thì trường hợp đó ở vào thì cũng có rất nhiều trường hợp là gặp những cái chuyện là gia đình không được như ý, hoặc là gì, nhẹ thì gia đình lục đục, nặng thì ốm đau, mà nặng nữa thì sinh ra gì, tai nạn và chết chóc một cách là bất minh bất tường. Chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy và đã giải quyết giúp đỡ cho rất rất nhiều những gì, những trường hợp gia đình gặp những cái đất cát, nhà cửa mà không yên ổn như vậy được yên ổn. Ví dụ như ở dưới Mỹ Đức gần quê nhà sư ông Tâm, mấy năm trước tôi cũng thường kể đi kể lại mấy lần, có gia đình có cái anh chàng mà nó bị điên, nó cởi cả quần áo, nó đi lang thang ngoài đường hàng chục năm trời, 6-7 năm trời, gần chục năm trời hay sao, hay là hơn chục năm, tôi nhớ không rõ, lâu lâu rồi lại không nhớ rõ cái thời gian. Nhưng mà có đại ý là có đứa con trai nó bị điên như thế, lúc mà nó nặng á, nó cởi cả quần áo lang thang ngoài đường, có khi hàng tuần, hàng nửa tháng, hàng tháng nó không về nhà, nó cứ gặp gì ăn đấy ở ngoài đầu đường xó chợ, gặp đồ xác thối thì ăn xác thối, thậm chí nó ăn cả phân do ở ngoài bùn đất ở ngoài đường, nó không ý thức được nữa. Nhưng khi bà mẹ lên đây khóc than vãn với chúng tôi thì chúng tôi thấy là gì, thấy cũng thương, cho nên giao cho một hai sư ông xuống tận nhà để xem. Và xong xuống để xem thì sư ông xuống xem thì bảo, ôi thầy ơi, cái nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ nhất là nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ hai đất nhà này dữ lắm, con cảm có một cái cảm nhận là thần linh thổ địa đó không hoan hỉ, mà nơi đó như là có hung thần, có ác ma, có quỷ sứ thì phải, ghê lắm. Con đến đó một cái là tóc gáy con thì không có, nhưng mà nó cứ dựng tóc gáy lên, có nghĩa nó cứ dựng lên, mọi cái ở trong cái cảm giác là nó ghê, mà người thì chỉ nó khó chịu, nó bức xúc. Vì những người có cái cảm tu hành được một thời gian thì nó có cái cảm nhận về tâm linh đặc biệt. Tôi ngày xưa khi tu hành tinh tiến, tôi cũng có một số những cảm nhận đặc biệt. Bây giờ thì do gì, biếng lười, nhiều tuổi rồi thì già rồi cho nên lười tu, cho nên bây giờ chả còn cảm nhận gì nữa cả. Giờ chỉ có mỗi cảm nhận thức ăn, ăn ngon biết là ngon, ăn dở biết là dở, nhưng ngon dở thì cũng đều hai bát cho no bụng, thế là qua ngày. Bây giờ chỉ cảm nhận được cái đấy thôi. Cho nên nhờ tôi mới nhờ sư ông đó xuống, thì sư ông về nói với tôi như vậy, tôi bảo vậy thì bây giờ thì thôi bác đi xuống, bác ấy thì cho bà cụ ấy thỉnh một pho tượng Địa Tạng, bác xuống bác làm lễ an vị cho họ, và cho bà cụ thỉnh quyển kinh Địa Tạng, bảo cụ ấy đọc tụng đi, đọc tụng đấy 49 ngày, khoảng 100 ngày vào. Thế là bà cụ nghe nhất tâm đọc tụng khoảng hơn 20 ngày, khoảng 30 ngày hoặc hơn 30 ngày, con tôi không nhớ cái thời gian, nhưng mà chưa đến 49 ngày. Thế tự nhiên là thằng con này, thằng con trai nó về, nó đi tắm rửa, nó bảo mẹ nó thì nấu cơm nó ăn, và nó bảo mẹ nó là mua bộ quần áo mới cho nó, mua có mang bộ quần áo cho nó mặc. Tắm rửa xong rồi mặc quần áo xong thì thấy nó bảnh bao ra, nó đi cắt tóc đi nữa thì thôi, hết điên, trở thành người bình thường, lại biết làm việc gia đình, biết nấu cơm, biết giúp việc cho mẹ và người nhà đó. Rồi cũng ở dưới Mỹ Đức đó, trong cái đạo tràng của Phật tử của bà Hê tổ trưởng, đã có một đưa dẫn lên một cô điên 5-6 năm. 5-6 năm không làm được cái gì. Đi lên đây, lúc thì cười, lúc thì khóc. Lên chùa cũng không biết đọc kinh, vì bài không biết chữ. Ngày xưa nhà nghèo, còn bé không đi học, không biết chữ. Thì tôi bảo thì thôi không biết chữ thì cứ lên ngồi mà vái được. Thế lúc đầu thì bà ấy do nó cái tinh thần nó điên cuồng, nó còn loạn tâm, nó còn nặng quá, nó cũng không vào chùa được, vái được, nó cứ lang thang ở ngoài. Thì lúc nào tôi đi qua tôi gặp, tôi lại bảo là tôi vái Phật đi. Thế bà lại vái được 1-2 cái, xong lại thôi lại cười hề hề ra. Được một tí thì lại khóc tu tu. Thế được khoảng 1 tuần như vậy thì bắt đầu thì đỡ hơn một chút, nhưng thấy đỡ hơn một chút là đòi về. Tôi bảo chưa được, ở đây khoảng thêm 2 tuần nữa cho nó khỏi hẳn đi đó.
Thế là ở sang tuần thứ hai tiếp theo thì nó cứ đỡ dần. Sang tuần thứ ba thì lên biết niệm Phật, biết lễ Phật. Và sang hết tuần thứ ba một cái, thế là khỏi. Mấy hôm sau tôi bảo thôi ở thêm tuần nữa để làm công quả, quét dọn chùa chiền để làm công quả cho nó khỏi hẳn nữa thì về. Thế ở thêm một tuần nữa. Thế bà lên bà, hôm tôi đi xuống bếp thì thế bà đi chạy long tong, cho bà bảo thầy ơi con khỏi hẳn rồi, thầy cho con đi về để con còn lo công việc, nhớ nhà lắm rồi, nhớ con nhớ cháu lắm rồi, thế cho con đi về. Tôi bảo khỏi chưa, mà khỏi rồi con thấy bình thường không có gì nữa cả, làm chủ được mình rồi. Tôi bảo ừ, thế thì về thì chịu khó niệm Phật, không tụng được kinh thì chịu khó niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm vào nhau. Vâng, thế từ ngày đấy đến giờ 2 năm nay là gì, cũng khỏi, không có gì nữa cả đó. Thế cho nên ở đây thì chúng ta thấy là có tâm tín kính Tam Bảo, nhất tâm tụng kinh niệm Phật sẽ được Phật gì, Phật Bồ Tát độ cho, thoát khỏi những cái chướng nạn hạn ách ở trong trong gia đình chúng ta. Vì vậy mà trường hợp Phật tử này thầy khuyên là cũng nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng thì mọi những cái chướng duyên, mọi những cái tai nạn, mọi những cái lo âu sợ sệt ở trong cái ngôi nhà đó dần dần sẽ tan biến và nhường lại cho gì, một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc, với có cả gì ông nội bà nội và con trai con dâu rồi cháu nội, đầy ắp tiếng cười. Nói chung là trong nhà đầy ắp tiếng cười an vui hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà phải cố gắng chịu khó hoan hỷ nhất tâm để đọc tụng bộ kinh này từ 21 ngày đến 100 ngày, một ngày đọc lấy gì, lấy cả ba thời, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, sáng, chiều và tối, như vậy thì sẽ tốt hơn đó. Có một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con tên là Trương Thị Dung, bạch thầy cho con xin hỏi, có ngân hàng địa phủ không ạ? Có ngân hàng địa phủ không? Vì chị gái con đang ốm nằm trên giường bệnh suốt mấy tháng nay. Nay con lên dự đại lễ cầu siêu từ đầu pháp hội, con thì không có suy nghĩ gì. Nhưng chị gái Trương Thị Lâm đang ốm, chị con có gửi con công đức một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát và bảo con xin nhà chùa làm cho chị con một lá sớ và số tiền ấy, nói là nhờ nhà chùa gửi vào ngân hàng địa phủ Việt Nam ạ. Ôi rồi chết rồi, tôi không biết là giảng cái này như thế nào đấy. Có một Phật tử hỏi rằng, Phật tử này là Trương Thị Dung hỏi rằng là bạch thầy là nói gì? Đầu tiên là hỏi là có ngân hàng địa phủ không ạ? Có. Có ngân hàng địa phủ. Tôi khẳng định với các Phật tử chúng ta là có ngân hàng địa phủ. Vì sao tôi khẳng định có ngân hàng địa phủ? Vì dưới đó có gì? Có thập điện Diêm Vương. Nói nôm na là dưới đó gì? Cũng có hệ thống gì? Hệ thống chính trị, kinh tế, tài chính vân vân, như ở trên thế gian chúng ta này vậy. Các cụ ngày xưa nói gì? Trần sao thì gì? Thì âm vậy. Quái trần chúng ta có gì? Có các quốc gia, có các tổ chức vân vân, thì ở dưới quái âm họ cũng có gì? Có các quốc gia, có các tổ chức. Cho nên trong kinh Phật nói là có 10 vị Diêm Vương, trong kinh Địa Tạng nói là có các vị Diêm Vương và các vị gì? Quỷ Vương và các vị tiểu quỷ cai quản ở dưới quái âm. Mà chắc chắn là họ gì? Họ cũng có gì? Có quốc gia thì đương nhiên phải có gì? Có hệ thống để quản lý cái đồng tiền, cái tiền tệ ở dưới đó. Có hệ thống gì? Quân đội, công an. Rồi cũng có gì? Bộ này ngành nọ. Cũng có gì? Có cấp thôn, cấp xã, rồi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương như chúng ta thôi vậy. Đó. Họ cũng có những cái hệ thống chính trị và quốc gia như thế. Cho nên á, tôi khẳng định với Phật tử thì họ cũng có ngân hàng địa phủ. Nhưng mà thôi, cái trường hợp này thầy khuyên là như này: không nên là đem cái công đức hồi hướng cúng dường một pho tượng Địa Tạng là công đức vô lượng. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, chắc là công đức pho tượng Địa Tạng nhỏ. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà đây là một cái đại nhân duyên. Trong kinh Phật á, trong kinh Đức Phật, kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Người nào
nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là gì, cung kính cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức vô lượng. Nếu người đó đem công đức đó để cầu sinh gì, cầu sinh lên trời ấy, thì được sinh gì, hàng trăm lần, hàng nghìn lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Thì lấy cái phúc đó để cầu sinh lên cõi trời Đao Lợi, chứ lấy cái phúc đó để gửi vào ngân hàng địa phủ để làm gì? Chắc là muốn làm quan ở dưới địa phủ hay sao? Hay là muốn làm gì? Muốn làm đại gia dưới địa phủ hay sao? Muốn làm đại gia, làm đại gia trên trời tốt hơn. Muốn làm đại gia ở cõi người chúng ta tốt hơn. Muốn làm quan thì làm quan ở cõi người tốt hơn. Mà muốn làm quan hơn nữa thì làm quan ở trên cõi trời tốt hơn. Mà muốn làm vua thì làm vua ở trên cõi gì? Cõi người tốt hơn. Hoặc làm vua tốt hơn nữa thì làm vua trên cõi trời tốt hơn. Trời có rất nhiều cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nguyên dục giới Đức Phật nói là chỉ có bốn cõi lớn, trong bốn cõi lớn thì có rất nhiều các cõi trời nhỏ, cho nên có rất nhiều gì, có rất nhiều ngai vàng các vị vua trên cõi trời để cho gì, cho chúng ta chọn. Đây là nói về gì, cõi dục giới. Còn cõi sắc giới thì nói tựu chung thì có 18 cõi, có 18 gì, 18 cõi, nhưng mà trong mỗi cái cõi lớn đó lại có rất nhiều các cõi nhỏ nữa. Còn vô sắc giới thì có bốn cõi: không vô biên sức xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở xứ thiên, và phi tưởng phi phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là gì? Bốn cõi trời vô sắc giới. Trong bốn cõi trời vô sắc giới đó cũng có rất nhiều cõi nhỏ và có rất nhiều các vị vua ở trên đó. Nếu chúng ta chưa đủ phúc làm vua thì có thể làm thiên tử, làm thiên nữ, mà thậm chí làm gì, làm một chúng chư thiên ở trên cõi trời. Các cõi trời đó thì phúc báo cũng vô lượng, làm gì mà phải đi hồi hướng phúc báo để vào gì, gửi cái công đức đó vào trong gì, địa ngân hàng địa phủ ở cõi âm ở Việt Nam để làm ma ở dưới cõi âm hay sao? Thế tùy duyên. Đấy, thì nếu vị này mà gì vẫn cứ muốn gửi sau khi nghe bài giảng này mà cứ vẫn muốn gửi vào á, nói với chị xem, vẫn cứ muốn gửi vào ngân hàng địa phủ dưới cõi âm á, thì pháp hội lần tới đây này, pháp hội Địa Tạng hoặc pháp hội Quan Âm tới đây này, lên viết lại câu hỏi trả lại chúng tôi, bảo bạch thầy, chị con là gì, sau khi nghe được lời thầy giảng, Phật tử này nên gì, nên cóp cái lời thầy giảng này cho chị nghe. Nếu mà chị còn sống thì bệnh á, còn đang ốm nằm trên giường còn sống thì cho chị nghe. Nếu mà cụ mà chết rồi á thì cũng đem gì thắp lấy ba nén hương dâng lên trên ban thờ của cái bát hương của chị á, và khấn với chị rằng đây thầy Thịnh, thầy trả lời câu hỏi cho chị ở đây. Thì bây giờ chị còn muốn gửi vào ngân hàng địa phủ Việt Nam hay là gửi lên gì ngân hàng cõi trời để chị sinh lên là lấy công đức phúc báo cúng dường một tôn tượng Địa Tạng đó để sinh lên lên cõi trời Đao Lợi, thì chị nói, sống cũng nói mà chết cũng nói. Sống thì nói bằng miệng, chết thì sang tai, mượn thân con cháu để nói, để làm tin, cho mượn khoảng độ 5 phút thôi, kể xong rồi thì thôi, xong lại đi ra đó. Nếu mà đây tôi lấy một cái ví dụ, nếu là nếu mà chết rồi có thể thì khấn như thế, xong thì cho mượn thân và con cháu để khai khẩu cho nói khoảng độ 3 đến 5 phút. Sau đó thì viết câu hỏi lên, lần sau trả lời cho tôi, và chị con thay đổi ý định rồi, không muốn gì, không muốn thầy gửi cái công đức cũng dàng một pho tượng vào vào trong cái ngân hàng địa phủ Việt Nam nữa, mà muốn thay vào đó là gửi công đức gì, cái công đức mà do cũng dàng pho tượng đó lên cõi trời Đao Lợi hoặc lên cõi trời Phạm Thiên, hoặc là nhân đến là lên các cõi trời cao hơn nữa, mà thậm chí là gửi vào gì, gửi vào ngân hàng công đức của gì, của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế bao giờ chị con tu được vãng sinh thì chị con về đó, chị con thì chị con hưởng. Hay là nếu mà chưa đủ phúc vãng sinh thì chị con gì, chị con thì xin Đức Phật và Bồ Tát thì cho hưởng bằng cách là gì, bằng cách là sinh được sinh lên làm người, được phúc báo, được tuổi thọ, và gì, đời đời sinh ra không bị thiếu thốn về tiền tài của cái, sinh ra ở quốc độ nào cũng được, sinh vào một gia đình danh gia vọng tộc, học hành đến nơi đến chốn, có trí tuệ, có địa vị trong xã hội, và đặc biệt là được gặp Phật pháp và được tu hành dần dần cho đến gì, cho đến ngày giải thoát đó. Nếu mà Phật tử này nói với chị của Phật tử, nếu muốn như thế thì lần sau lên cứ báo với tôi, tôi sẽ đến lúc đó tôi mới đích thân là đánh điện tín đi gửi gì, đi gửi cái
số tiền công đức một pho tượng này và vào để đến bất cứ một ngân hàng nào ở trên khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới này để cho chị của Phật tử. Tử hỏi rằng nhà không có bát hương thờ Phật, chỉ có ảnh của Ngài Bồ Tát Địa Tạng thôi, và Phật tử này đã đọc kinh Địa Tạng được 6 tháng và một hôm thì ngủ mê thấy là Đức Phật A Di Đà mặc áo màu vàng từ trên trời đi xuống và còn thấy bay qua đầu 3 lần. Phật tử này hỏi vậy mê ngủ thấy như vậy thì có đúng hay không? Thì ở đây là mê ngủ, đây gọi là lúc ngủ mê. Chúng ta phải khẳng định là đây là lúc này nằm mê, mà đang lúc ngủ mà mê ngủ, tức là nằm mê mà gì mà thấy cái cảnh tượng đó, chứ không phải là ví dụ như mà Phật tử khi đang ngồi thiền chẳng hạn, hay là đang ngồi tụng kinh mà cứ mong thấy Phật chẳng hạn, mà thấy Phật hiện đến bay qua bay lại trên đầu mình như thế vậy, thì đấy chắc chắn là giả cảnh, tức là gì, là ma. Chúng ta ngồi mà cái tâm cứ mong muốn tụng kinh mà gì, tâm không để ý vào kinh mà cứ thế là mong Phật đến để thấy Phật á, mà khi đó Phật hiện ra thì Phật đó 100% là ma, không phải là Phật, đó là ma giả Phật, do cái tâm mong cầu sớm được khai nhãn, tức là sớm được thiên nhãn á, sớm nhìn thấy Phật á, thì khi đó thiên ma ba tuần nó biết được, hoặc tự là thân thiên ma ba tuần đến, hoặc là gì, cho các binh lính của thiên ma ba tuần đến và giả danh như là gì, như là Phật thật chúng ta nhìn thấy. Và hôm sau chúng ta lại tiếp tục là hôm qua thấy Phật sướng quá, cho nên là đi khoe hết với bạn bè, khoe với các thầy và khoe với bạn bè, thậm chí khoe với cả người nhà là đấy, hôm qua tôi tụng kinh tôi thấy Phật đấy, hoặc là đấy, hôm qua tôi ngủ mơ tôi thấy Phật đấy, vân vân và vân vân. Và hôm sau đến tối hôm đó ngồi vào tụng kinh lễ Phật hoặc ngồi thiền vân vân, chúng ta lại cái gì, lại mong cho Phật đến. Hôm nay chúng ta lại mong Phật đến, không chỉ là bay qua bay lại trên đầu mình nữa, mà lại còn, hoặc là hiện ra trước mắt mình nữa, mà lại còn được Phật gì, xoa đầu, lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta, hoặc là Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe, vân vân và vân vân. Thì đó là gì, đó là ma sự 100%. Đó, ở trong chùa chúng ta cũng có cái trường hợp như thế này. Mấy năm trước có một sư ông ở chùa tu hành thì bảo là có thần thông nhìn thấy cái nọ cái kia, và thầy không có tin cái đó là gì, là Phật thật, mà thầy bảo cái đó là gì, Phật giả, tức là ma giả Phật đó. Nhưng mà các đệ tử, mấy bác đệ tử của thầy nó không tin, nó cho rằng cái thấy của các bác ấy là đúng, còn lời can gián của thầy ấy gì là giả. Tôi thì không biết lúc đó lòng các bác đang nghĩ thế nào, nhưng mà tôi nói các bác nó không nghe, bảo đừng có tu cái cách như thế nữa, cách tu như thế không phải là cách tu ở trong chính pháp của Phật, nhưng các bác nhất định không nghe. Và vì không nghe cho nên tôi tách rời nó ra và cho nó ra ngoài chùa Vạn Niên, ở với cụ Vạn Niên 1-2 tháng, có nghĩa là tách ra để cho nó ra đấy, thì nó phải ở ngoài cụ Vạn Niên thì công việc thì nhiều, suốt ngày phải quét dọn, phải nấu cơm, phải hầu cụ, cho nên không có thời gian để đi vào để ngồi một chỗ. Ở nhà thì cứ thoát một cái thì lại ngồi vào một cái xó nào đó là trì chú umbala vân vân gì đó, thì mình cũng không quản được, mình cũng nhiều công việc không quản được, tôi nhiều công việc không quản được, cho nên cho ra đấy. Ra đấy được thì được khoảng mấy ngày, thì tôi bạch với cụ Vạn Niên là thì bạch cụ để ý cho con hộ cái trường hợp này, vì con đang nghi ngờ là nó tu là không đúng chính pháp, cho nên trong tâm nó đang có vấn đề. Thế cụ và sang cụ bảo rằng tôi thấy nó bình thường, nó không có sao, bác thì cứ đang nghi, cụ nói thế và bác cứ đang nghi. Thế tôi bảo không, người cụ cứ để ý cho con hộ, tại vì con có một cái cảm giác là các bác nó không bình thường. Thế ngay ngày hôm sau thì bắt đầu thì mới hôm trước cụ nói với tôi là nó không sao, bác cứ đang nghi. Thế ngay ngày hôm sau thì tự nhiên là các vãi nấu cơm dưới bếp là lên báo với cụ là bạch cụ là
sư bác ấy không biết làm sao, đệ tử thầy Thịnh ấy không biết làm sao mà thì lễ Phật ở giữa bếp, cái bếp nó bẩn như thế, thỉnh thoảng mà nó có cả nước cái như thế, thì bác cứ đang nấu cơm đấy thì bác lễ sóng xoài ra giữa bếp ấy, bác bảo thì nhìn thấy Phật, nhìn thấy Phật đến, thế cái lễ sóng xoài ra giữa bếp như vậy, thế bảo thấy Phật cho nên là lễ Phật. Thế bắt đầu là cụ Vạn Niên cụ gọi cho tôi, cụ bảo là ừ hôm qua mày nói là, lúc đấy cụ gọi điện cụ bảo là hôm qua mày nói là, mày nói là thằng ấy có vấn đề, tôi nghĩ có thể nó có vấn đề thật. Tự nhiên là hôm nay tự nhiên là nó lễ giữa bếp và nó bảo là Phật đến cho nên nó lễ, lễ giữa bếp, đang nấu cơm cho tôi nó lễ giữa bếp. Nhưng mà thế cứ để tôi theo dõi nó xem một thời gian nó xem nó thế nào. Thế tôi mới bày cụ là đấy, đấy là cái biểu hiện, cụ cứ để ý cho con xem. Mà đặc biệt là cụ cho mấy cái chú thanh niên học sinh cháu của cụ nó ở đấy thì nó để ý mà không cho nó vào trong phòng thất của cụ, thì nó chỉ chú umbala trong đó có khi nó lại điên lên thì chết. Thế cụ bảo ừ yên tâm, tôi sẽ sai chúng nó theo dõi. Thế là đến sáng ngày hôm sau khoảng độ tầm 10 giờ trưa, tự nhiên thì nhận được cú điện thoại, cụ gọi điện giật cho tôi, cụ bảo rằng ôi Thịnh ơi, chết tao rồi, cái thằng ấy thì nó bị ma nhập thật rồi, nó bị điên thật rồi, nó đang làm ầm ở trên chùa kìa, nó cứ xưng nó là Phật, nó là Bồ Tát, rồi nó bảo là nó ở thế giới này thế giới nọ thế giới kia, nó về đây để nó phổ độ chúng sinh, nó cứu vớt chúng sinh, và nó làm Phật, nó cứu vớt chúng sinh, và nó cứ lăn lộn, nó sùi bọt mép ra trên chùa, nó giật đùng đùng ra và lăn lộn sùi bẹp mép mép. Tôi mang cả cái gì, cả cái chậu nước rửa mặt lên, tôi hắt cả vào mặt vào người nó thì nó mới tỉnh. Tỉnh lại một cái thì nó cứ muốn chạy ra ngoài nhà vệ sinh, nó cứ bảo rằng nó đi ra để nó ăn, nó ra để nó gì, để nó ăn pháp cam lồ vân vân, thế này thế khác. Nó bảo Phật ban cho nó thức ăn rồi các thứ rượu dược để chữa bệnh, để có khỏe mạnh, để độ chúng sinh, nhưng mà thực tế nó toàn chạy vào nhà vệ sinh, cứ đùng một cái nó chạy, nó lao vào đấy, cho nên tôi phải bảo mấy đứa để giữ để bắt lôi nó vào. Bây giờ mày làm thế nào chứ, phải giam mà cho nó về nhà mà điều trị. Bây giờ ở đây tôi thì không có người, mà ở đây thì gần cái hồ Tây, thì nó chạy ra nhà vệ sinh cũng không sao, nó chạy ra ao ngoài hồ Tây, nó nhảy xuống đó thì nó chết ở đó thì chết. Thì ở ngoài này thì cái khâu an ninh trật tự là nó rất là khắt khe, làm sao một cái thì tôi chết. Đấy. Bác cho người ra thì đón nó về ngay đi, thế này đó, thì chỗ là tôi phải cho người ra đón, mà đón về rồi cũng chưa hết. Xong rồi thì nó phải đến hàng vài tháng như vậy, thì cứ thỉnh thoảng nó lại đứng trước cửa phòng tôi, nó bảo nó nhìn thấy cái này thế nọ cái kia, bảo nó rồi mà nó về lúc đầu nó tỉnh thì nó bảo sám hối, nó theo thầy, nhưng mà khi mà nó không làm chủ được mình một cái, nó lại tiếp tục nó lên, nó răng kín cái chỉ ngũ sắc rồi giấy màu xanh vàng đỏ trắng ở trong cái thất của tôi, nó bảo nó ngồi nó kết ấn lập đàn một lần này nữa là đắc đạo, là thành Phật, là độ chúng sinh, cho nên đấy. Thế sư ông Tâm lúc đó tôi đang ở trong phòng, sư ông Tâm chạy trong hớt hả bảo thầy ơi, thầy lên ngay nhà thất của thầy để cứu, không có bác ấy này, con lại thấy bác nó tiếp tục như thế rồi, nó không chừa, nó lại tiếp tục rồi. Thế tôi chạy lên thì nó đóng cửa, tôi phải đạp cái cửa thất, tôi đạp bung cái đạp nhiều lần, nó bung cái khóa ra, tôi vào tôi mới quạt cho một trận. Thì khi đó tôi bảo là phá ngay, dỡ ngay cái đàn tràng các thứ vỡ vẩn linh tinh cái ma quỷ ấy đi. Thế là xong rồi, nó sợ nó cũng gỡ, nó cứ xin là cho con một lần này nữa là thành Phật, một lần này nữa là không bao giờ phải làm lần thứ hai nữa. Tôi bảo không có lần nào nữa cả, dỡ ngay. Tôi vừa nói vừa dỡ những cái chỉ ngũ sắc với lại cái giấy màu nó quấn chung quanh cái gần cái ban thờ và quanh cái chỗ ngồi của nó. Xong rồi tôi bảo từ đó thì một hai hôm sau tôi bảo là bây giờ thôi, bây giờ muốn khỏi phải nhất tâm mà sám hối, tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật dạy đi. Kinh Bát Nhã thì được các vị, khi Đức Phật còn tại thế 22 năm Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã, được vô số chư Phật và chư Đại Bồ Tát cũng như chư Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần phát nguyện là hộ trì kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đặc biệt là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là vua của cõi trời dục giới thứ hai, cõi trời Đao Lợi Thiên, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết pháp và giảng về
hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và còn thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi đó. Đó, cái vị vua ở cõi trời đó là đặc biệt là hộ trì kinh Bát Nhã. Cho nên tôi bảo đấy, cho bây giờ đấy, bác cứ nhất tâm để tụng kinh Bát Nhã đi. Tụng lấy là 100 ngày thì sẽ ổn. Và một năm, sau một năm á, thì khỏi được khoảng 95-98%, mà sau 3 năm thì khỏi hẳn. Nếu như bác mà tin tôi, bác làm theo tôi ấy, thì bác sẽ khỏi hẳn. Và nó nghe tôi thì nó nhất tâm nó cứ tụng kinh Bát Nhã, nhưng thỉnh thoảng đấy, mấy khoảng 1-2 tuần đầu thì nó vẫn phá. Vào tụng như vậy cứ thỉnh thoảng, có khi 11-12 giờ đêm nó đứng trước cửa phòng tôi, nó chả dám gõ cửa. Nó cứ đứng chơ như là trồng cây chuối trước cửa phòng tôi. Có hôm tôi mở cửa dậy, tôi ra thì nhìn thấy, tôi tưởng là kẻ trộm, nó giật mình. Thế thấy nó một cái thì nó gì? Nó lùi lùi một cái nó đi luôn. Nó chẳng nói câu gì, cũng chả gì cả. Nó cứ đứng trước cửa phòng tôi, nó đứng như thế, nó chả nói gì, chả răng gì. Thấy tôi mở cửa ra, nó chả chào chả gì cả. Thế là nó lùi lùi nó đi luôn. Mấy lần như thế mình cũng thấy giật mình. Đó, đấy là những cái gì? Tu sai đường, không khéo là mất thân tuệ mệnh cả một đời này. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng tụng kinh 6 tháng thì mê ngủ thấy Phật A-di-đà mặc áo màu vàng từ trên trời bay xuống và bay qua bay lại ở quanh đầu Phật tử này là 3 lần, mê ngủ thấy như thế. Thế hỏi có đúng không? Đấy là ma giả Phật hay là Phật thật? Thì có thể trong cái giấc mơ đây là do cái công đức phúc báo Phật tử này đã theo Phật và tu Phật nhiều đời nhiều kiếp. Nay tuy rằng mới học Phật, mới có tụng kinh, mới có 6 tháng, nhưng mà để được Phật hoan hỷ cho nhìn thấy cái pháp tướng của Ngài ở trong giấc mơ. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói mà, Bồ Tát Địa Tạng lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật đấy mà. Đấy, lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật. Cho nên trong giấc mơ mơ thấy Phật, mơ thấy địa ngục, mơ thấy thấy Phật, mơ thấy cái cảnh giới ở trong địa ngục khổ, trong mới phát tâm Bồ Đề. Cho nên trong giấc mơ mà chúng ta biết vận dụng thì cũng có thể là điểm tốt đẹp, là điểm lành tốt đẹp. Còn nếu không biết vận dụng thì có thể nó lại thành gì? Điểm xấu. Nói tóm lại là gì? Ma hay Phật đều ở trong tâm ta cả. Nếu Phật tử này thấy cảnh giới này từ hôm đó đến nay, tâm không mong thấy lại nữa, và trong tâm mình chỉ hoan hỷ biết vậy và ghi nhận như vậy, không đi kể hết với người này với người khác. Duy nhất đây là kể cho thầy, vì nghĩ thầy là người thầy hướng đạo thì kể cho thầy để xin thầy là chỉ giáo đấy là đúng hay là sai, tà hay là chính thì được. Nếu còn Phật tử này cứ đem đi kể hết với người này với người khác, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Và cứ tối tối lại ngủ, hoặc là trưa trưa ngủ trưa cũng gì cũng mong thấy Phật, thấy cái ông Phật hôm trước mình thấy ấy, đến bay đến để xoa đầu, để thọ ký cho mình hay để giảng kinh thuyết pháp cho mình. Thì nếu mà Phật tử này từ hôm đó thấy cảnh Phật hôm mê ngủ đó, thấy Phật bay qua bay lại qua đầu mình 3 lần đó, mà từ hôm đó đến nay tâm vẫn khởi mong muốn thấy Phật nữa, mà thấy á, thì chắc chắn cái thấy lần sau là giả. Cái lần trước có thể là thật, nhưng lần sau thì là giả đấy. Nếu còn thấy như thế thì đừng có nắm bắt, mà đừng có theo, mà cũng đừng có phải gửi câu hỏi cho thầy làm gì nữa. Vì câu hỏi ngày hôm nay thì trả lời như vậy là thầy nghĩ là khá đầy đủ cho Phật tử. Cho dù các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói gì? Gặp Phật phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Đấy, trong nguyên văn chữ Hán là như vậy. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật đó, thì giết Phật, gặp ma thì giết ma. Chúng ta mới nghe qua thì nghe chừng như là chúng ta gì? Chúng ta kiêu căng ngã mạn bất tín rồi thế này thế khác vân vân. Nhưng thực tế đối với các thiền sư, đối với các tổ sư ngày xưa, các ngài tu hành, các ngài dụng tâm chân chính, một vật cũng gì cũng chẳng cho nó dính ở nơi tâm. Giống như là một niệm nhỏ khởi lên, các ngài còn gì còn không cho nó để chứa đựng ở trong tâm, huống chi là gì là thấy Phật hay thấy ma. Cho nên cái ý nghĩa nói là phùng Phật sát Phật nghĩa là sao? Tức là gặp Phật giết Phật đó, tức là không chấp. Phật có đến, Phật có xoa đầu thọ ký, Phật có thuyết pháp cho ta nghe, tâm gì của chúng ta vẫn như bất động như vậy, không khởi lên một niệm là luyến ái, không khởi lên một niệm là gì mong tiếp tục được thấy Phật và được nghe pháp và được Phật xoa đầu thọ ký cho mình, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Dụng tâm ở trong trạng thái là
như như bình đẳng. Trước khen không, không mừng, mà trước chê không gì, không giận. Trước Phật á, không vui, mà trước ma cũng không gì, không sợ. Đó gọi là gặp Phật giết Phật. Còn gặp ma, bình thường chúng ta thấy á, người Phật tử hay là tu hành chưa đến nơi đến chốn, hay là người dân thường á, ở ngoài đời á, họ ngủ chiêm bao, hoặc là đi đường thấy ma, vân vân, thì họ sợ lắm. Mặc dù chỉ là giấc mơ thấy ma thôi, hoặc thấy mình chết, hoặc thấy người thân mình chết thôi, tức là thấy ma đó. Họ nói là thấy ma đó, tức là thấy người chết, tức là thấy ma, họ cho là thấy ma. Hoặc là người chết, người trong họ hàng, hoặc trong gia đình, hoặc hàng xóm láng giềng, vân vân và vân vân. Họ chết rồi nhưng mà gì, đêm ngủ thấy họ hiện về và nói chuyện với chúng ta, hoặc không nói chuyện nhưng mà thấy hình bóng của họ, thì họ cho đó là gì, đó cho là thấy ma. Tức là thấy hình bóng của người chết, họ đều cho là thấy gì, thấy ma. Thường thường người đời, hoặc người Phật tử, hoặc kể cả tăng ni, tu tập chưa sâu, định lực chưa gì, chưa vững á, thì người đó vẫn gì, vẫn sợ như thường, vẫn bị run sợ như thường, tóc gáy vẫn cứ dựng đứng lên, tim vẫn đập loạn xạ liên hồi, và hoảng loạn lo sợ, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên mà sinh bệnh nữa. Đó cho nên đấy gọi là thấy ma. Thì đối Phật dạy, đối với người tu hành chân chính, đối với người tu hành chân chính, thấy ma thì cũng không khởi lên một niệm là sợ sệt. Vì sao? Vì trong quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngài nói rằng vì cái đó tất cả là đều do giả cảnh, do tâm thiện ác phân biệt của chúng ta gì tạo nên. Và ngài Chí Giả nói rằng hành giả phát tâm tu hành chân chính thấy bất cứ loại ma nào cũng đều không được khởi tâm sợ hãi. Và ngài nói rằng vì sao? Vì từ xưa đến nay chưa thấy con ma nào hiện lên là một con hổ gì để ăn thịt, khi mà ăn thịt chúng ta, khi mà chúng ta đang sống sờ sờ như thế này. Rồi ngài nói là cũng chưa thấy con ma nào hiện thành một con gì, hiện thân thì một con rắn để cắn chết, khi mà gì trong giấc mơ chúng ta gì nhìn thấy họ, vân vân và vân vân. Ngài dẫn chứng như vậy để ý muốn là nói rằng là nếu mà tâm chúng ta chân chính thì không có một con ma nào có thể hại được chúng ta. Đó, thì vì vậy mà ở đây dụng tâm tu tập là phải để ở trong tâm, trong cái trạng thái là thấy Phật cũng không ưa mà thấy ma cũng không sợ. Đó mới là tu hành đúng pháp. Hôm nay thấy kệ nó, cứ cho nó qua đi, đừng có bám chấp vào nó. Bám chấp vào nó lại thành gì, lại thành điên cuồng loạn tâm. Năm 2013 có Phật tử ở trên Xuân Khanh, Sơn Tây, gần như ngày nào cũng nhắn tin cho tôi nói rằng là gì, bạch thầy, tối hôm qua con lên tụng kinh Vô Lượng Thọ, con thấy Đức Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí Vô Lượng Thánh Chúng ở trên ban thờ nhà con phóng quang tỏa sáng, rải hương rắc hoa thơm ngát ở phòng thờ nhà con. Lần đầu tiên nói như vậy tôi chúc mừng, tôi chúc mừng và tôi bảo đấy là một nhân duyên công đức phúc báo rất là lớn của gì, của Phật tử. Cho nên tôi chúc mừng Phật tử đó. Và nghe tôi chúc mừng như vậy thì ngay ngày hôm sau Phật tử lại tiếp tục gọi điện cho tôi và bảo rằng bạch thầy, tối hôm qua con lại thấy là A Di Đà Phật đến, Quan Âm Thế Chí và Vô Lượng Thánh Chúng ở Tây Phương Cực Lạc đến và tiếp tục rải hương rắc hoa. Và hôm nay đích thân là Đức Phật A Di Đà còn thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai, tức là hôm thứ hai đó, tôi không nói gì nữa. Đó. Lần thứ hai thì tôi không nói gì và tôi yên lặng. Tôi cũng không bảo là thiện, cũng chẳng bảo là ác, cũng chẳng bảo là Phật hay là ma. Và tiếp tục sang ngày thứ ba, Phật tử lại sáng sớm lại gọi điện cho tôi và bảo rằng là gì, bạch thầy, tối hôm qua con nằm ngủ, lần này là lần nằm ngủ chứ không nói là tụng kinh, con nằm ngủ thì lại thấy Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư và vô số chư thánh chúng đến ở nhà con. Và lần này không chỉ thuyết pháp cho con nghe
mà Phật Thích Ca Phật A Di Đà còn giơ tay và xoa đầu thọ ký cho con, bảo nhất định con sẽ thành Phật. Và sau khi nghe Phật tử kể hết khoảng độ tầm 30 phút về cái chuyện là nhìn thấy Phật đến rồi thế này thế khác trong một thời gian tu tập như thế thì tôi mới bảo rằng á, bà nói xong hết chưa? Tôi hỏi rằng bà nói xong hết chưa? Thì Phật tử bảo vâng, có gì thầy dạy thì cứ dạy, con nói thì chưa xong nhưng mà thầy có gì dạy thì cứ dạy. Tôi bảo á, bà đang đi lạc vào ma cảnh. Cảnh đó không phải là cảnh giới của gì, của người tu hành chân chính. Cảnh đó không phải là cảnh giới gì của Phật, của Bồ Tát đã đi. Cảnh đó không phải là tăng ni Phật tử tu hành chân chính, đệ tử của Đức Phật đã đi, đang đi và sẽ đi. Bà lạc vào đường ma rồi. Bà không muốn tẩu hỏa nhập ma, không muốn điên điên khùng khùng, không muốn sau này chết đi đọa vào A Tỳ địa ngục, thì tốt nhất bà phải xem xét lại cách tu của mình. Thế bà này nghe tôi nói như vậy, bà này bảo sao thầy lại mắng con thế, thầy lại nguyền rủa con thế. Tôi bảo không, không phải tôi mắng bà mà không phải tôi nguyền rủa bà, mà đây là thì tôi đang nói những lời thật nhất đối với một người đệ tử xuất gia của Đức Phật, khuyên một Phật tử tại gia của Đức Phật tu hành làm sao đó cho đúng chính pháp. Và Phật tử này sau khi nói tôi nghe nói như vậy thì bảo rằng bạch thầy thì con đang bận lắm, thì thôi lúc khác con gọi lại sau. Thế là tắt máy luôn. Không sao, tắt máy thì tắt máy, tôi cũng tắt máy, bên kia tắt máy tôi cũng tắt máy, và tôi đi làm việc của tôi. Và một thời gian sau, bẵng đi khoảng mấy tháng không nghe thấy Phật tử này gọi điện nữa. Và tôi nghe một số Phật tử nói rằng á, dạo này á, ở trong gia đình đạo tràng của Phật tử đấy, của Phật tử đấy bây giờ là thành lập lên một đạo tràng, có khoảng độ 15-20 Phật tử thường hay tới đó để tụng kinh. Và đặc biệt á, dạo này Phật tử đó hay gì, hay nói về họa phúc của các Phật tử và những người dân chung quanh đấy lắm. Có hôm đang tụng kinh á, Phật tử ấy nói với cả đạo tràng rằng á, thôi thôi dừng tụng kinh lại để đi ra để cầu siêu cho một vong linh bị tai nạn giao thông. Đúng thật, dừng tụng kinh ra thì đúng thật có một cái xe ben nó vừa chèn chết một người cách đó khoảng 500 mét, cách cái gia đình đó khoảng 500 mét, về phía ở trên Sơn Lộc, về phía dưới Sơn Lộc, tức về phía dưới sân tây của mình này đó, từ nhà vị về phía sân tây của mình khoảng 500 mét. Và các Phật tử ở trong đạo tràng lại càng tin nữa, tin lắm, tin như là Phật là Bồ Tát nói luôn. Vì đang tụng kinh nhé, Phật tử đó bảo là gì, thôi dừng tụng kinh lại để đi xuống để cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết rồi. Thế là cả đoàn dừng tụng kinh lại xuống, đúng có một người vì bị ô tô nó cán chết. Phật tử trong đạo tràng của vị ấy tin và coi vị ấy như là một vị Phật, như vị là một vị Bồ Tát. Và từ đó vị ấy nói cái gì thì các vị ấy nghe theo như thế. Và tôi nghe một vài Phật tử đến nói với tôi rằng á, bạch thầy, nếu thầy bảo là cái điều đó là không phải chính pháp thì lại tại làm sao bà lại, cái Phật tử đó đang tụng kinh lại biết được cái sự màu nhiệm như thế. Đang tụng kinh cách đó 500 mét bảo các Phật tử dừng lại để đi cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết, xuống y như vậy. Còn tất cả những gì, cái chuyện họa phúc đời trước đời sau hoặc các vong linh ở trong gia tiên của các Phật tử trong đạo tràng đó đến xem, hoặc là hàng xóm đến Phật tử đó đều nói gì, nói đúng hết, ai cũng khen là đúng lắm, đúng 100%. Tôi bảo á, xem càng đúng thì càng chứng tỏ cái con ma mà gì mà mượn cái xác của bà ấy để phán á, là càng một con gì, càng một con ma bự, tức là càng là gì, càng có thế lực lớn, là một đại quỷ thần có thế lực lớn. Bây giờ nó chỉ mượn xác nó chơi, khi mà nó chán nó bỏ đi. Ngài Tịnh Không nói là gì, và ngài Tuyên Hóa nói là khi mà cái người bị ma trêu quỷ nhập nó mượn xác nó bỏ đi, người đó thì thân tàn ma dại, nó hút hết dương khí rồi á, nó lợi dụng hết rồi nó lại đi cửa khác và nó không ở đó nữa, thì là thành thân tàn ma dại, rồ rồ điên điên khùng khùng, người trả ra người, ma trả ra ma, lúc thì xưng là Phật, lúc thì xưng là thần, lúc thì xưng là thánh, vân vân. Nhưng mà cuối cùng á, có phải thần Phật
Thánh thiên, thánh chữ thiên nào không? Không phải. Đó là gì? Ma quỷ nhập tâm, làm cho tán loạn và phá cái hạnh tu của mình không biết. Cho nên cái trường hợp này, Phật tử này, thầy khuyên là tuyệt đối bắt đầu từ hôm nay nghe thấy bài giảng của thầy này, không được nói với bất cứ ai là mình nhìn thấy Phật, tụng kinh nhìn thấy Phật nữa. Không được nói với bất cứ ai về cái chuyện này nữa, và phải đưa vào dĩ vãng ngay. Đấy, đưa vào dĩ vãng ngay. Và lần sau có thấy Phật thấy ma gì đó, tự mình biết thôi. Nếu có trong tâm còn nghi ngờ hoặc chưa được an thì lên hỏi thầy. Lên hỏi thầy. Đó. Mà cũng không được đưa câu hỏi bằng gì, bằng qua mail hoặc là viết câu hỏi nữa. Vì thầy chỉ trả lời Phật tử này duy nhất một lần này, qua mail và có câu hỏi này. Lần sau nếu có gặp thì vào cái dịp pháp hội hay như thế nào đó thì hỏi thầy. Hoặc là sang câu hỏi của Phật tử khác. Câu hỏi thứ hai của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng nhà con niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng nhưng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương thờ cô cùng chung một ban, thì có bị sai không? Con xin thầy hoan hỷ cho con biết có bị sai không. Phật tử nói rằng ở nhà có đọc tụng kinh Địa Tạng nhưng mà nhà thì không có bát hương thờ Phật, tức là không có ban thờ Phật và cũng không có bát hương thờ Phật, chỉ có bát hương thổ công và bát hương cô thôi. Bát hương cô ở đây không thể nói bát hương gia tiên, mà nói có bát hương cô cùng thờ chung một ban, thờ như vậy, tụng kinh như vậy có sai không? Không, khẳng định là không, cũng không sao. Nếu hội đủ duyên lành thì mình có cái ban thờ Phật ở tại gia, đi ra đi vào mỗi khi lên tụng kinh niệm Phật, mình chiêm ngưỡng thấy hình tượng hoặc là tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát để khởi cái tâm cung kính là quý nhất. Nhưng mà gia đình chúng ta chưa đủ duyên, hoặc là gì, chồng chưa hoan hỷ, hoặc là bố mẹ chồng chưa hoan hỷ, hoặc là có những gia đình chồng theo Phật, tín Phật nhưng mà vợ không hoan hỷ, hãy có cái trường hợp như vậy, thì hoặc một lý do đặc biệt nào đó mà gia đình chưa thể bốc bát hương thờ Phật, chưa thể thờ tranh ảnh và tôn tượng của Phật ở tại gia đình của mình được, nhưng mà vẫn muốn đọc kinh, vẫn muốn gieo duyên với Đức Phật, thì mình vẫn có thể đọc kinh ở nhà được, không sao. Các quý vị chỉ cần là múc lấy ba chén nước, nước trong, nước trắng đó. Múc lấy ba chén nước trắng hàng ngày, mỗi ngày thay lấy ba chén nước hoặc bảy chén nước. Nếu ban thờ nhỏ thì chỉ cần 3 chén thôi, ban thờ to, rộng thì có thể 7 chén dâng lên trên ban thờ nhà mình, thắp cho một nén hương vào ban thờ bát hương tổ công là được, cũng không cần phải thắp nhiều lắm, một nén để đại diện cho cũng được, vì bây giờ hương bây giờ nó cũng không được tốt như hương ngày xưa, thắp nhiều thì các nhà khoa học và những vị mà bên nghiên cứu, bên y học, họ cho rằng hương bây giờ mà thắp nhiều, người khói hương nhiều có khi lại bị bệnh ung thư, cho nên chỉ thắp một nén là cũng được. Đó. Còn hoa quả, bánh kẹo vân vân đó, nếu có thì mình thay cái héo héo thì mình lại thay, hoặc vài ngày mình thay thì càng tốt. Không thì chỉ ba chén nước thôi và đọc kinh Địa Tạng bình thường ở nhà mình không sao cả, rất là tốt. Phật Bồ Tát thì không có bắt mình là phải có ban Phật hay là có bát hương thì các ngài mới chứng. Còn không có ban Phật thì không có bát hương thì ngày không chứng. Phật Bồ Tát đối với chúng sinh, tức là đối với chúng ta, đối với các Phật tử, chúng ta như là người mẹ thương con đỏ, thì Phật đâu có cần là phải đòi hỏi chúng ta phải có mâm cao cỗ đầy, phải có tranh ảnh tôn tượng hay là bát hương thờ thì ngày mới chứng đâu. Chỉ cần chúng ta khởi cái tâm thành thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật là ngài đã gì? Ngài đã hoan hỷ rồi, ngài đã chứng minh rồi. Cho nên ở trường hợp này thầy trả lời Phật tử này rằng cứ hoan hỷ mà đọc tụng đi, cứ hoan hỷ mà đọc tụng đi. Nhưng mà một ngày nào đó nếu đủ duyên, chồng hoặc là vợ, hoặc là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ mà hoan hỷ cho thờ Phật
ở nhà thì nên cũng nên bốc cái bát hương thờ Phật. Nếu không thờ được tượng thì thờ cái tranh, bức tranh của Phật cũng được. Nếu tu tịnh độ như chúng ta thì có bức tranh Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đó. Nếu có duyên tụng kinh Địa Tạng thì một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa là được. Đó. Thì cần như thế thôi là trọn vẹn cho cái ước nguyện của chúng ta, thì cứ nhất tâm để mà tu. Nhưng quan trọng lúc tụng kinh chúng ta phải nhất tâm để mà để ý vào trong kinh. Tụng kinh xong thì có thể như pháp chúng ta có thể hồi hướng để cầu nguyện tri ân báo ân ông bà tổ tiên nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp, và cầu Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu Bồ Tát gia hộ cho các cụ nội ngoại gia tiên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà đã qua vãng rồi, thì vị nào được siêu thoát rồi thì được tăng phúc tăng thọ, vị nào chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát khỏi ba đường khổ, sinh cõi trời người hoặc sinh về cõi Phật, hưởng phúc báo có thọ mạng, có công đức trí tuệ vân vân, và được gặp Phật pháp và được tu tập sớm thành chính đạo. Đó. Còn đối với bản thân gia đình chúng ta có thể cầu cho gì? Gia đình chúng ta được yên vui mạnh khỏe hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học hành tiến bộ vân vân. Còn bản thân mình ấy, thì đừng có cầu nhiều lắm, chỉ cầu về Tây Phương. Xả bỏ báo thân này, nguyện làm sao cho Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và đặc biệt Đức Phật A Di Đà cùng vô lượng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc hoan hỷ ở trên hư không, cỡi trên đài sen báu, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của mình đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mình chỉ cầu thế thôi, chứ đừng cầu cho mình gì nhiều quá rồi bản ngã nó lại nổi lên. Đó. Đấy về trường hợp câu hỏi thứ hai của Phật tử, thầy Hiến trả lời như vậy. Câu hỏi thứ nhất của buổi trả lời câu hỏi ngày hôm nay, các Phật tử hỏi như thế này: kính bạch thầy, thầy cho con xin được hỏi một câu này, tại sao mẹ con tụng kinh lâu rồi mà vẫn không thay đổi? Nhiều lúc mẹ vẫn rất nổi sân và khẩu nghiệp rất nặng. Những lúc mẹ như vậy con nên làm gì ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây là có một Phật tử đưa ra câu hỏi, nói rằng mẹ mình tụng kinh đã rất lâu nhưng mà vẫn không thay đổi được nhiều, vì nhiều lúc mẹ vẫn là hay nổi sân và khẩu nghiệp thì rất nặng. Nổi sân tức là gì? Nóng giận. Ở ngoài đời chúng ta gọi là sân giận, hay còn là nóng nảy. Hơi một tí là tính tình thì đùng đùng lên, sồn sồn lên. Đó. Khẩu nghiệp thì rất nặng, có khi là nói những lời thô ác, chửi bới, mắng nhiếc, thậm chí là nguyền rủa, vân vân. Phật tử này nói rằng mẹ, tại sao mẹ tụng kinh lâu như vậy mà không thay đổi được cái nghiệp đó? Thì ở đây chúng ta phải xét về bản chất của nghiệp. Thì phải nói rằng cái nghiệp nó có nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có thể nói rằng cái nghiệp của mẹ của Phật tử này là rất sâu dài, từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước đã tạo vô lượng những cái tội, tạo vô lượng những cái nghiệp khẩu hoặc là nghiệp về thân hoặc nghiệp về ý. Cho nên nay cho dù được gặp được Phật pháp, được thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật, nhưng mà không chuyển được là bao. Đó là một ý. Một ý thứ hai, đó là gì? Đó là chưa phải là chân thành học Phật. Mẹ của Phật tử này chắc chắn chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật. Vì sao chúng tôi lại nói là chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật? Vì nếu mà là một Phật tử chân thành học Phật, như Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không ngày nói thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Đấy, người học Phật là như thế, chân thành nó như thế. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Như vậy mới gọi là người chân thành niệm Phật, người chân thành tụng kinh, hay là người chân thành trì chú, hay là người chân thành ngồi thiền, v.v.
Còn tụng kinh mà chúng ta chỉ tụng trên đầu môi chóp lưỡi, tụng cho nó có thời khóa, để kể công với thì với Phật, hay là để khoe với các thầy bổn sư của mình, hay là khoe với các đạo hữu là mỗi một ngày tôi tụng được một bộ kinh Vô Lượng Thọ, hay một ngày tôi tụng được một bộ kinh Địa Tạng, hay là một ngày tôi tụng được gì hai ba thời Pháp Hoa, vân vân. Tụng kinh như vậy thì ở trong kinh Phật gọi, Đức Phật gọi là bị kinh chuyển. Đức Phật và các tổ dạy là bị kinh chuyển, tức là tụng để khoe, khoe kinh. Giống như ngày xưa khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mới thành đạo, có một vị thiền sư ẩn cư ở trên núi là hơn 20 năm. Nghe nói là tổ Lục Tổ là người được truyền y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và chính thức là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Cho nên vị thiền sư đó đi đến để gặp ngài Huệ Năng để xem có thực phải là Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bát và tâm pháp hay không. Thì vị thiền sư đó đến nhìn thấy ngài Huệ Năng không thể hiện cái oai nghi như là một cái vị tổ sư được truyền thừa. Cho nên ông ấy nhìn thấy như vậy và ông ấy chỉ đi chung quanh, ông hơi xá chào thôi, chứ ông không có gì, ông không có lễ. Mà lúc có lễ thì cái đầu của ông ấy lễ cũng không gì, không sát đất. Đó. Thế ngài Huệ Năng mới hỏi rằng là ông ấy đến đây thì vì nhân duyên gì mà đến. Vị thiền sư kia bảo là thì con đến đây, hay là tôi đến đây ấy, thì vì nghe người ta nói là ngài đã được y bát và tâm ấn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho nên đến để thân cận, đến để đỉnh lễ, đến để thỉnh pháp. Thế Lục Tổ mới bảo rằng ta thấy là ông thực sự không phải đến đây để thỉnh pháp, đến đây để thân cận. Vậy hàng ngày chắc chắn là hàng ngày ông phải làm được một cái gì đó khác người, cho nên cái tâm của ông gì mới không thực sự đến đây để cầu pháp như thế. Thế vị sư đó, thiền sư đó mới nói là gì? Mới lúc đó mới sụp lại xuống sát dưới đất, mới nói là sám hối tổ là gì, quả thật là con gì hơn 20 năm qua con đã tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa, cho nên con chấp vào là gì? Chấp vào là cái công đức tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa đó, cho nên vì vậy mà con thì con lúc lễ lạy ngài là con thì con không thực sự là thành tâm cầu pháp thực sự, cho nên thế nay xin ngài khai thị cho. Và ngay đó thì Lục Tổ liền khai thị cho có mấy câu thôi, vị thiền sư kia, vị pháp sư kia liền là ngộ đạo và cảm ơn gì Lục Tổ. Đấy mới là cái người chúng ta thấy là chấp pháp, đấy gọi là chấp pháp. Nhưng mà may mắn sao lại được tổ gì, được Lục Tổ lại khai thị cho, lòng từ bi của tổ là vô lượng, khai thị cho. Và ông ngay đó biết bỏ được cái pháp chấp của mình, cái tâm chấp pháp của mình, mà liền là ngộ đạo, không phí uổng cả một đời xuất gia cầu học vậy. Đấy, cho nên đây chúng tôi nói là người thực sự cầu pháp thì phải tu như vậy. Còn ở đây mẹ của Phật tử này tụng kinh niệm Phật rất lâu như vậy mà không chuyển được cái tính sân hận, và đặc biệt là cái khẩu nghiệp vẫn dùng những lời ác để mắng nhiếc người. Cho nên ở đây thì theo chúng tôi Phật tử nên cho mẹ mình nghe những cái băng giảng của chư Tôn Túc Hòa Thượng, các bậc pháp sư đạo cao đức trọng, và đặc biệt là những cái bài giảng đó phải phù hợp với căn cơ của gì, của mẹ mình. Nếu mà cái căn cơ của mình, mẹ mình chưa đủ mà cho nghe giảng những cái bài pháp cao quá, sâu quá, những cái bài pháp như là của các hòa thượng giảng về thiền, hay là giảng về kinh Kim Cương, hay là giảng về kinh Hoa Nghiêm vân vân chẳng hạn, hay kinh, nhưng nói chung là những cái bộ kinh đại thừa lớn, thì chưa nên cho mẹ Phật tử nghe giảng, mà tốt nhất là nên cho nghe giảng về gì? Những bộ kinh về nhân quả báo ứng, những bộ kinh về nhân quả báo ứng, mà những bộ kinh, hoặc là những bộ kinh nói về gì, dạy cho con người ta
sống phải là một con người tốt đã thì tu mới được, như là kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy phù hợp cho tất cả ba căn, thượng căn, trung căn, hạ căn, nghe đều có thể hiểu, đều có thể lĩnh thọ. Cho nên khuyên Phật tử này có thể cho mẹ Phật tử nghe băng giảng kinh Địa Tạng, có thể là nghe băng giảng kinh Hòa, giảng kinh Địa Tạng của Hòa thượng Tịnh Không, hay là băng giảng kinh của Hòa thượng, kinh Địa Tạng của Hòa thượng Tuyên Hóa, hoặc là nghe băng giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi giảng 102 bài giảng lần thứ nhất và 58 bài giảng lần thứ hai, đến hôm nay là 58 rồi, 58 bài giảng lần thứ hai, để cho mẹ nghe. Nếu mà mẹ lười nghe thì chọn những cái bài nào mà mình cảm thấy phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của gia đình nhà mình và mẹ mình, cho mẹ mình nghe, thì thầy nghĩ rằng dần dần chắc chắn mẹ của Phật tử này sẽ chuyển được. Đó. Còn nếu chỉ có tụng kinh không mà không nghe học, không nghe giảng, không đi học, không nghe giảng, không tiếp xúc với chư tăng để tu hành thì rất dễ đi vào đường tà. Cho nên là các tổ ngày xưa, các cụ mới nói là tu mà không học thì gọi là tu mù. Mà tu mù thì càng tu càng sai, càng tu thì càng gì? Càng sân. Càng tu thì càng gì? Càng chấp. Cho nên ở trong nhà Phật, tôi nhớ rất rõ ngày xưa đi học là cố Hòa thượng viện chủ chùa Hương, ngài có nói rằng đối với người xuất gia hay người tại gia, người tu Phật nói chung, ngài nói một cái bài kệ, ngài nói rằng nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là nói rằng người tu Phật ở cái thời mạt pháp này, khi mới học Phật, người xuất gia thì mới xuất gia, người học Phật tại gia thì mới học Phật tại gia, thì nói là nhất niên thời Phật tại Tiền. Nghĩa là khi mới bắt đầu học Phật thì vào chùa, tâm thân tâm đối với gì? Đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng thì cung kính lắm, ngưỡng mộ lắm. Cho nên mới nói là gì? Vì bằng cái, vì cái tâm cung kính đó, cái tâm ngưỡng mộ Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đó, và lăn xả để gì? Để làm các công việc Phật sự, chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự để phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh và phụng sự đạo pháp đó, không từ nan, không mệt mỏi, làm không nghĩ cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho gì? Nghĩ cho người khác và nghĩ để cúng dường Tam Bảo thôi. Thế cho nên vì vậy mà nói là gì? Năm thứ nhất, Phật ở ngay trước mặt, ngay trước mặt mình là Phật, lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm, tâm nghĩ, vân vân, đều gần sát với Phật, cho nên gọi là gì? Phật ngay ở trước mặt vậy. Nhất niên thời Phật tại Tiền mà, tức là năm đầu tiên học Phật thì Phật còn ngay trước mặt. Đến năm thứ hai, do chấp vào nói là mình ở trong chùa hoặc là mình đến chùa làm công quả được khá nhiều công đức rồi, cho nên sinh tâm cống cao, ngã mạn, Phật không ở trước mặt nữa, Phật lại gì? Lại lánh xa sang tận Tây Thiên rồi. Tây Thiên có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, nếu nói về lý thì nói là Tây Thiên ở đây là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi mà các hành giả tu tập muốn quy hướng sau khi xả bỏ báo thân này, tức là cầu vãng sinh Tây Phương tịnh độ đó. Tây Thiên, ý nghĩa thứ hai đó là chỉ cho gì? Quốc độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà chúng ta giáng sinh, xuất gia tu hành thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Đó tức là chỉ cho đất nước Ấn Độ. Chỉ ở đất nước Ấn Độ có hai ý như vậy. Đó. Cho nên năm thứ hai vào chùa học Phật, hoặc là đến chùa học Phật, học được một chút rồi, làm được một chút công quả, học được một chút chữ nghĩa rồi, nghĩ rằng là mình này, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.